Hello, hello. Xin chào. Xin chào các tình yêu nha. Chúc cả nhà buổi chiều mát mẻ nha. Xin chào, có ai xem live của Tùng không? Những người anh em của Tùng đang tiếp tục tăng gia sản xuất anh em ạ. Vẫn tiếp tục tăng gia sản xuất hàng ngày, hàng giờ nha. Hiện tại thì bầu trời Dĩ An đang có nắng, đang có nắng và gió rất là mát. Nhiệt độ lúc này vào khoảng 30 độ C. Các anh em nhà mình vẫn đang rất là vui vẻ, phấn khởi đây. Trồng cây nó tươi cười nó mới sướng chứ. Vẫn đang tăng gia sản xuất nha anh em. Đúng là cái câu mà có làm thì mới có ăn, đó là đúng nha. Vẫn trồng cây, vẫn tăng gia sản xuất. Chào Vũ Quảng nha. Chào bác Lê Đình Thành. Em chào anh trai Kỳ, anh Trần. Đấy, tội nghiệp này có non rách à, ngửa mặt đâu mày. Ồ, đẹp trai dữ tao. Quay mặt cho anh em. Đó, các cô gái đang nhìn mày. Đấy, anh em vẫn đang chiến đấu miệt mài nha. Trồng cây cho khách, cho mình luôn. Tăng gia sản xuất anh em ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 anh em vẫn đang miệt mài chiến đấu đây. Chào bác Trung Trương nha. Xin chào, chào chị yêu Lê Trang. Vừa rồi thì chị yêu Lê Trang cũng đang vừa là tăng gia sản xuất tại nhà, chăm những con giống đã làm ra, đưa vào chậu tác phẩm y như em Tùng thế này. Tùng thấy rất là phấn khởi khi mà rất là nhiều anh em á, người ta làm cách này, và sau đó là họ chụp hình họ gửi cho mình. Họ khoe những cái sản phẩm họ làm ra. Mà trước đây á, thì chính họ và các anh em chơi lan trước á, chưa có hiến kế ra để làm, để mà làm sao mà giải quyết cái vấn đề mà khi mà mình nhân giống là được rồi thì làm bằng cách nào để tiêu thụ nó. Thế bây giờ ví dụ như này đó, Tùng lên Tùng chăm bây giờ nó ấm chậu, nó xanh tươi đẹp rồi đó anh em. Thì cứ được bao nhiêu thì Tùng lại đưa về nhà, cái vườn ở dưới nhà để chăm một cái chế độ làm hoa riêng. Chăm chế độ làm hoa riêng thì mình phải tạo ra được một cái chậu hoa đẹp anh em ạ. Đó, chậu này mà lúc mà sau này nó 5-70 cm mà mình rút đọt đi rồi nó béo mọng căng tròn rồi á, thì mình sẽ làm hoa, sẽ cho ra hoa vào ngày 28 Tết nha anh em. Đó, thì khi mà mình bán ra thị trường á, mình bán cho người cái tiêu thụ như những sản phẩm tiêu thụ bình thường, thì mình sẽ phải làm cho đẹp. Thứ nhất là từ chậu tới giá thể phải sạch, phải đẹp. Còn bây giờ ông bỏ phân vào thì lúc mà đem bán cho khách á, thì mình phải lấy phân đi, mình làm sao cho nó sạch, cho nó đẹp. Về người ta trưng mà, người ta chơi mà. Thế bây giờ một chậu hoa về thối hoác đi, nhìn nó bẩn thì là không hiệu quả nha anh em. Rất là mừng chị Trang Lê và rất nhiều anh em đã làm một cái cách này. Và Tùng cho rằng là Tùng cho rằng và tin tưởng cách này thì sẽ đem lại lợi nhuận cho cá nhân Tùng, cũng như nếu ai làm thì sẽ đem lại cái lợi nhuận cao. Xin chào cả nhà nhé. Chào Toan Nguyễn, chào Thúy Vân Lê Kim, chào bác Hương quê Hương. Không cho Thuận nghỉ trưa. Nghỉ trưa thì 11 giờ anh em nghỉ trưa. Anh em ăn cơm xong nghỉ ngơi, ngủ nghỉ xong bắt đầu là 1 giờ chiến đấu thôi. Chào em trai Linh Nguyễn nha. Chào bác Nguyễn Đình Xuyên. Ok, chủ mà còn hăng say thì anh em công nhân hăng say là đương nhiên. Và tính ra là bây giờ chủ làm gấp 3, gấp 4 lần anh em mà. Thời gian làm cứ từ sáng sớm cho tới trưa, không ngủ trưa, cho tới chiều, rồi lại cho tới tối anh em về nhà nghỉ ngơi với vợ con rồi, với anh em rồi, mà chủ vẫn làm chiến đấu miệt mài, lên live đến 11, 12 giờ khuya, xuống live thì tiếp tục inbox cho anh em, chụp cây, chụp hình cho anh em. Đâu đơn giản, cho nên là kiếm tiền thì mình phải chiến đấu thôi. Chào Thuận Nguyện Đầu Gỗ nha. Chào bác Hoa Lan Cờ Đỏ. Chiến đấu anh em, ai đang xem cho Tùng một comment là Tùng chào nha. Chào bác Phạm Văn Thảo. Vì lý do trời nắng cho nên là mình sẽ đội nón nha. Mặc áo đỏ, nón đỏ, môi đỏ. Nhân viên là toàn đồ màu đỏ nha. Nhân viên toàn đồ màu đỏ. Ông này là ông này là ông đâu rồi, ông Tín nó mới mặt lên xem nào. Tín. Đó.
bịt hết mặt mẹ hết tay nhưng mà trong vẫn là áo đỏ. Đó. Sợ đen da nhưng mà tại vì đen sẵn rồi nên mẹ không thể trắng được chứ. Chào bác Nghiêm Gà Kiển nha, chào bác Minh Trần, cảm ơn bác. Ông rời không phụ lòng hói, cảm ơn bác Phú Thanh Hải nha. Nhìn anh hôm nay yêu thế, ok em, hôm khác cũng yêu mà, chào bác Phạm Văn Thảo nha. Đấy, mình xin phép anh em là mình sẽ đội nón và đeo mắt kính, chứ ở ngoài đây đang nắng rồi này. Mọi người nhìn thấy trời xanh mây trắng nắng vàng không? Chào bác Phạm Văn Quang, chào bác Hưng Bùi, quần xịp có đỏ không? Có luôn, có luôn nha. Đủ thứ trên đời ghẹo em hả anh? Đấy. Đôi là cặp mắt kính này là LV nha. LV vợ tặng đấy. Chào bác Oanh Oanh. Chào con vợ Thím Dương nha. Anh em vừa lên Thanh Tùng cũng vất vả lắm em ơi. Chào bác Nguyễn Anh Nghĩa. Cảm ơn bác rất là nhiều nha bác Phạm Văn Thảo ơi. Chào bác Ninh Trần. Cảm ơn Ninh Trần nhé. Mình đang cố gắng hết sức mình anh em ạ. Vườn thì đang trống. À một số anh em nhé. Một số anh em thì inbox inbox từ Hồng Yên Thủy trở lên cho mình rồi. Và anh em đang gửi vào nha. À, một vài ngày nữa thì gửi tới đâu á. À, người thì 30-40 kg. Người thì gần 100 kg anh em ạ. À, rất là ok luôn. Anh Mai Thanh Hòa có xem like không? Gửi cho em chưa? Anh Trần Minh Thành có gửi cho em chưa? Trong đó nắng đẹp quá. Ồ, nắng lắm luôn em ơi. Anh ra ngoài mà bây giờ đen hết tay, hết mặt, vợ chê quá rồi. Cảm ơn bác Phạm Văn Quang. Cặp kính này là LV hàng hiệu. Vợ mua tặng cho mình. Nó đâu đó khoảng 1.500 đô. Nhiều khi ví dụ mình khoe cặp mắt kính hay khoe cái nón này là khoe đôi giày á, thì thực sự là để cho anh em có động lực thôi. Chứ còn tài sản thì nó không đáng là bao nhiêu anh em. Không đáng là bao nhiêu với những người giàu thôi. Chứ còn với mình thì nó cũng rất là đáng giá nha. Với mình nó là rất là đáng giá. Hơn thế nữa thì lại được vợ mua tặng thì càng sướng đúng không anh em. Đấy, vừa rồi gút cho ba đôi LV thì tổng cũng thiệt hại hơn 100 củ. Nhưng mà đấy thì không phải là tiền lan nhá, đấy là tiền làm nhà hàng là vợ mình mua cho tặng mình thôi. Nhưng mà mình lại bán lan mua tặng cho vợ những con một con Audi cơ. Đủ thứ trên đời, càng lắm. Càng lắm anh em ạ. Càng đấy, cờ đỏ mình cắt cái này mình ươm rồi, còn hai cái này thì lên mình đang cho trúc xuống cái kỳ này. Nói chung là sáng nay thì thối một cái đọt kinh bắc rồi anh em ạ. Đấy, hết sức bình tĩnh. Đấy, xong bắt đầu mình bán lan mình lại mua mấy cái này. Rồi cái nào không có thiếu thì lại xin vợ. Đấy, còn 36868 thì mới cho đi cho hướng dưới để chạy đi lại đưa con này lên đây. Lại đưa con này lên đây. Đưa con 36868 chiều đi đánh cầu, chơi cầu. Và đồng thời đi sờ ba lại cho nó cái để lột cái tem lột cái keo. Cái keo nó cũ màu nó hơi xuống màu mình sẽ lột đi. Mình lại đưa con này lên đây. Mấy hôm trước thì đưa con này xuống dưới để đi chơi thể thao. Nay lại đưa lên đây. Thỉnh thoảng cho anh em ngắm cho nó bớt nhàm đi, lúc nào quay cây quay nắng không đúng không? Đó, chứ còn tài sản thì nó không nhiều nha anh em. Nó không nhiều so với nhiều người. Đó, mọi người thấy chữ LV nó hiện lên cái kính ông nhưng mà mình đeo thì là không thấy gì, mình đeo rất là sáng trong đẹp nhé. Cặp kính này thì vợ mình mua ở tại LV 61 Đồng Khởi, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh với giá là 1.500 đô tặng cho mình rất là thích. Rất thích kiểu này. Hôm nào vào giao lưu xét cầu nhỉ? Ok bác Bình Nguyễn nha. Em đánh thì cũng bình thường thôi, kiểu là sân phủi mà, chơi bình thường thôi chứ em thì không giỏi, nhưng mà chơi gôn thì lại nói chung là chưa biết bác đánh thế nào nhưng mà cũng có thể chơi được. Chào bác anh Tuấn nha. Chủ nhật lại qua ngắm cu của anh Hói tôi. Ok Thúy Văn nha. Anh em vừa Lan Thanh Tùng vẫn đang chiến đấu miệt mài đây. Mấy hôm rồi thì mọi người hỏi là Hoàng Tín đâu. Mẹ bây giờ mọi người nhớ Hoàng Tín không nhớ Thanh Tùng đây. Hoàng Tín đây. Xin chào mọi người nha. Đang trồng cây cho khách đây. Đó. Anh em vẫn ở đây nha. Nhưng mà Hoàng Tín thì có lẽ là chắc là từ từ ngày mai
thì những cây nào mà nguồn gốc và ở tại vườn của Thanh Tùng á, tại vườn Thanh Tùng thì anh em mình sẽ cập nhật trên trang fanpage vườn Lan Thanh Tùng hoặc là trang cá nhân Nguyễn Thanh Tùng. Đó, chứ bây giờ em Tín thì cũng vừa làm cho Tùng mà vừa làm ở nhà, rồi cây cối trồng ở nhà, rồi nguồn này nguồn kia, thành ra là sẽ những cây nào của em Tín hoặc là cây của nguồn khác hoặc là cây của nguồn Tín á, thì Tín sẽ đăng ở trên trang cá nhân và trang fanpage của Tín nhé. Còn cây nào ở vườn Tùng, nguồn gốc ở vườn Tùng thì toàn bộ là cây nở hoa, thì mình khẳng định thì em Tín sẽ đăng bên fanpage vườn Lan Thanh Tùng nhé. Và mọi người hãy ủng hộ anh em tôi nhé. Đang đem cây hồng bồng lai này vô để làm hoa này anh em nào. Ba đầu này mà khoảng năm 2021 rồi, khổ lắm. Đó, rất là già đâu, mình không có vội cắt nha anh em nhé. Làm kỳ đi, rồi ngắm hoa luôn, mầm gốc luôn, ba ấy luôn. Rồi bây giờ anh em đang vào đông rồi thì mình chia sẻ một cái giao lưu nhá, mình chia sẻ một cái giao lưu đây anh em ơi. Mình chia sẻ một cái giao lưu nhá, không biết có thấy rõ không. Mình chia sẻ cho anh em một cái kỳ người đẹp không tên. Cái kỳ thì rất là đẹp, bộ rễ thì đăng ra. Giao lưu cho anh em đầu like cho anh em một cái người đẹp không tên này. Giao lưu cho anh em nhé. Giao lưu rồi, chào Quang Lê nhé. Đúng rồi, tăng gia sản xuất mới có những cái kỳ này bán này. Tùng chia sẻ đầu like cho anh em với giá là 1,9 triệu nhé. Giao lưu, mình đang bán đâu đó khoảng ít nhất là khoảng 3,9 triệu. Giao lưu cho anh em là 1,9 triệu vui vẻ. Chào bác An Quan Kỳ Hiền nha. Con An Kỳ Hiền nha. Người đẹp không tên 1,9 triệu nha anh em ơi. Hôm trước mình cũng chia sẻ giao lưu cho anh em một cái kỳ y như thế này này. Đó, vậy mà có 10 ngày, đến 10 ngày chưa cả nhà nha. Kỳ này có của bác Dũng Lê này. Được 10 ngày chưa thì giờ nó như thế này anh em này. Đó, bây giờ ví dụ anh em có tiền mà sưu tầm lấy khoảng độ 20 cây bảo duy, 20 cây không tên, 5 cây cờ đỏ, 5 cây bà lê cu, 3 cây long khánh, vài cây kinh bắc. Trời ơi, hết nước chấm. Đó, đây là một cái kỳ người đẹp không tên, mình chia sẻ cho anh em là 1,9 triệu nha. Chào Hy Hoàng, chào trai họ Phan nhé. Người đẹp không tên 1,9 triệu, anh em nào chốt. Chào bác bờ lui Caligun. 1,9 triệu anh em ơi. Người đẹp không tên giao lưu 1,9 triệu nha. Chào chị yêu Mai Nguyễn nha. Cái này mình đang chia sẻ với giá là 3,9 triệu nhưng mà bây giờ chia để cho anh em là 1,9 triệu thôi giao lưu. Giao lưu anh em nha. Và 10 ngày sau thì giống y chang cây của anh Lê Dũng này. Đấy. 10 ngày sau thì giống y chang thôi. Cảm ơn bác Blue nha. Đây, cho chị yêu Mai Nguyễn ngắm tình yêu của mình, long khánh của chị đây. Phê luôn. Phê loài luôn. Lớp rễ thứ hai bắt đầu ra này. Lớp rễ thứ hai bắt đầu ra đấy. Cảm ơn bác Đinh Văn nhé. Chào bác Nguyễn Tùng. Chào anh em nhé. Bác Ngọ Toàn có đang xem live không ta? Bác Lương Tao xem live không ta? Bác Lương Tao có xem không cho... Đây, hôm trước chia sẻ cho bác Lương Tao một cái kỳ gọi là lúc đó là mới là gọi là mới nhú sơ sơ thôi. Và trong vòng chắc 6 ngày à? Được 6 ngày cho bác Lương Tao nhỉ? Đó. Nó nhỏ hơn cái kỳ vừa rồi Tùng đưa ra đấy. Bác Lương Tao này là cách đây khoảng chắc 5-6 ngày mình chia cái kỳ cũng giống như cái kỳ kia mà bây giờ nó lên đẹp chưa? Một cái gì rút cây ấy tí. Anh em vẫn tăng gia sản xuất. Đây là trồng cây cho khách nha, một số cây của khách nha anh em. Tới đâu tem tới đó như tin. À đúng rồi đây này. Tem lật lên 2 tháng. Xong cái lật tem lên. Đó, lật tem lên.
làm trồng cái nào là xong hết là lật thêm tới đó nha nha. Đó. Đang trồng một ít kỳ cho anh em. Trồng một ít kỳ cho anh em. Cây của bác Lương Tao hôm rồi mua nó cũng y như cái kia vừa rồi đó. Đó. Mà bây giờ nó đẹp chưa? Quá đẹp. Đấy, trưa rất là nắng cho nên tôi xin phép là đeo mắt kính một tí. Thứ nhất là đeo cho nó mát mắt, thứ hai là khoe cặp kính. Đấy, những tác phẩm mà Tùng đang tiến hành thử nghiệm làm. Đâu rồi anh em, đâu rồi? Tùng phải lấy cái máy kia. Tùng đọc cái comment của cả nhà. Chúc cả nhà buổi chiều mát mẻ nhá. Đâu rồi anh em, đâu rồi? Cho Tùng một comment đi. Mọi người cho Tùng một comment là buổi chiều mát mẻ, xem Tùng xem những ai đang xem nào. Anh em đang xem cho Tùng một cái comment là buổi chiều mát mẻ. Ok bác Nguyễn Hà nhé. Thắng tiếp và nắng lắm này. Buổi chiều mát mẻ, ok bác bố tẹt gừng nhá. À, chào bác Vương Hòa đấy, toàn những người mà mới nha. Toàn những người mới vào đây comment cho Tùng. Đấy, Phạm Văn Thảo buổi chiều mát mẻ này. Bác Nguyễn Lâm buổi chiều mát mẻ này. Bác Nguyễn Hà đang mất điện thì mát gì bác ơi. Đồ thứ trên đời. Chào Khánh Nguyễn nha. Chào Đạt Nguyễn Tuấn Đạt. Chào Tết Đi Nguyễn nha. Đâu ai đang xem? Ai đang xem? Để Tùng đọc comment xem nào, những ai comment cho Tùng là buổi chiều mát mẻ nào. Khoe cây đi bác, bố tẹt gừng. Đấy, vừa khoe một cái kỳ đôi à, một cái người đẹp không tên đấy. Anh em thích gì để Tùng Tùng xem nào, Tùng xem ai đang xem nào. Để mình xem ai comment cho mình. Mọi người chia sẻ đấy, mọi người chia sẻ bài của Tùng đi xong ra ngắm cây luôn. Chào bác Hoàng Trần Minh nha. Chào Nguyễn Văn Thuận, chào Hy Hoàng. Chào bác Trần Nam. Chào thím Trần Nam nha. Mát mẻ lại chia sẻ, lại được giá rẻ. Đúng rồi bác Nguyễn Hà. Bác Nguyễn Hà hôm trước có cọc một củ đúng không? Anh em ơi chia sẻ cho đông người vào xem nào. Cảm ơn bác Trịnh Văn Điệp nha. Anh em chia sẻ cho đông người vào xem để Tùng quay cây cho anh em xem. Rồi xong bắt đầu là Tùng sẽ chia sẻ giá rẻ cho anh em, nếu anh em có nhu cầu. Chào Thuận Nguyệt Đồ Gỗ nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Có hoa gì nữa không em? Hôm nay có hoa gì không ta? Hôm nay không có hoa gì anh ơi. Cả nhà chia sẻ bài cho Tùng đưa cho đông anh em vào xem được không ạ? Cho đông anh em vào xem. Cái hôm qua thì... Hôm qua thì mình cảm ơn trai họ Phan đã chia sẻ nha. Chào bác Văn Công Tòng. Mọi người chia sẻ bài cho lên 99 người xem, được 69 rồi. Chia sẻ bài lên trang cá nhân và các trang hội nhóm cho đông anh em xem. Đây này, một số anh em là rất là một số anh em rất là thích xe biển số đẹp nha. Một số anh em thì rất là thích xe biển số đẹp, thì anh em nào thích cái nào thì inbox cho Tùng. À, anh em có thể giao lưu được thì ta giao lưu nhá. À, bán Tùng bán ra, ví dụ bây giờ Tùng bán ra với giá, ví dụ con này Tùng bán là 2 tỷ 222
Nhưng mà nếu anh em chơi lan mà chốt đó thì Tùng chốt là 1.999.999.999 đồng. À, con này thì Tùng bán cũng là khoảng độ 2.222. Anh em chơi lan thì Tùng chốt cho anh em là 1.888.888.888 đồng. Con này là Tùng bán 500 triệu đồng. Nếu anh em chơi lan thì Tùng bán cho anh em với giá là 450 triệu đồng. Con này là bán giới hạn và chưa số, chưa bình. À sorry, chưa xăng chưa bình và chưa số luôn. Giá thị trường 650 triệu, anh em chơi lan tính 620 triệu. Con này thì bán độ 5 món ăn chơi, khét tiếng, hết tiền độ không là hết 480 triệu. Và giá xe khoảng 480 bằng 906, anh em chơi lan mà mua thì mình chia sẻ lại cho anh em với giá là 799 triệu. Con này là Tùng đang bán với giá là 99 triệu toàn 9. Anh em chơi lan mà thích thì đổi lan cũng được. Mà thích chốt thì mình chốt cho anh em là 79 triệu, 79, 79, 79. Em chào cả và cảm ơn anh Nguyễn Yên nhé. Cái con SH mà 36868 mới lấy hôm kia thì mình đang đưa đi spa nhé. Đang đưa đi lột keo, đưa spa làm cho đẹp lại. Anh em thì vẫn hăng say lao động sản xuất đây. Chào em trai Phát Võ nha. Hôm nay không có bác Trần Nam ơi. Bác Phạm Văn Thảo ơi, nhiều anh em còn nhiều tiền lắm bác ơi. Đấy, được 91 rồi, anh em chia sẻ mạnh lên cho cả nhà vào để Tùng cho cả nhà ngắm cây. Cho cả nhà ngắm cây này. Anh em chơi lan bây giờ có anh em nào mạnh mẽ mà chốt cái cây này không? Bảo Duy này là cái thân này là hơn 1 mét này. À, cộng với lại ba cái thân mầm này là khoảng độ 45 cm này. 35, 45, hơn 50 cm luôn. Hơn 50 cm, 5 cho 50 cm. Coi như là tính khoảng 1m6 đi. Tổng cây này Bảo Duy 1m6 đi. Đó, anh em nào mạnh dạn chốt thì mình sẽ đưa giá êm luôn. Bác Tuân Đoan thì mới chốt em một cái kia không tên. Tuân Đoan mà cái tem mà không dấu là thế nào? Tuân Đoan không dấu. Tuân Đoan không dấu. Một cái kia không tên. Vừa rồi thì anh em như Thao Nguyên này. Thao Nguyên hôm rồi chốt cái kia mà nó mới nhú bằng hạt gạo mà hôm nay là nó đẹp chưa? Quá đẹp. Tuân Đoan không dấu mới ấy này. Bác Nguyễn Hà ơi. Dễ khỏe, nó phi mạnh lắm. Ok, bác Vương Hòa nha. 99 người rồi anh em ơi. 99 người rồi nha. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời anh em ơi. Nhiều anh em chơi lan còn nhiều tiền. Nhưng mà quan trọng là anh em có thích chơi máu chơi và máu sưu tầm hay không thôi. Mọi người thấy nền kinh tế khó khăn của toàn thế giới luôn. Của toàn thế giới chứ không phải là... Cảm ơn bác Tùng Nguyễn nha. Đây này, bác Tuân Đoan. Bác Tuân Đoan cũng mới chốt mình một cái kia không tên. Một cái không tên 1,9 triệu đẹp tưng luôn. Đó, 10 ngày sau thì sẽ không nhận ra. Như hôm rồi đây này, ví dụ như... Đây, một số kia, ví dụ như của bác... Cái này này, hôm rồi này. Ok, trai họ Phan nhá. Hôm rồi nó cũng đang, mình đang để nắng cho nó quay lại đấy. Rồi. Cái chuyện này sao vậy? Đây, ví dụ như cây của Phương Bắc nhá. Cây của Phương Bắc hôm rồi á, mọi người thấy không? Trên live đó. Mà Tùng chia sẻ với giá là đâu đó 1,9 triệu á. Nhỏ xíu xíu. Ok, bác Nguyễn Hà nhá. Đó, cây của Phương Bắc đây này. Hôm rồi chốt cái cây nhỏ xíu giống như bác Tuân Đoan vừa rồi đó. Mà cách đây được 10 ngày chứ mấy. Giờ nó lên đẹp không? Rồi cây của bác Phạm Văn Khởi cũng vậy luôn này.
Đó, cũng chốt cái kỳ này là lúc đó đúng bằng hạt gạo luôn. 10 ngày, hơn 10 ngày, 11 ngày chứ mấy. Mà giờ nó lên đẹp luôn. Ừ. Anh em đâu hết rồi, chào bác Xuân Tuấn nha. Của em mở lá chưa, trai họ Phan, để anh nhìn từ từ anh tìm nhá. Tại vì bây giờ như thế này này, như này anh em này, cây của anh em mỗi người là 5 cây, 10 cây hết rồi. Thành ra là bây giờ tìm một cây thì nó sẽ là hơi khó, nhưng mà Tùng sẽ tìm nhá. Với lại anh em mà mới mua cây cây bé xíu xíu đó, thì là sẽ để cho nó 10, 15 ngày sau là ngắm mới sướng. Như cây này của em trai Phạm Hưng Canada này, hôm trước mua đúng bằng hạt gạo, cái đây chắc được tuần chứ mấy. Cái rễ nó bung lên thì bây giờ mình đang đưa cái rễ nó, mình đè nó xuống đây. Cây này thì lực lắm, phê thì phê phê pha luôn. Bác Phạm Văn Khởi xem cây Bảo Duy. Em vừa cho bác xem cái cây không tên đúng không ta? Đây bác Phạm Văn Khởi này. Đó, cái không tên bác này. Này là phê pha luôn, cực phê. Còn Bảo Duy á, thì phải để em tìm nhá. Lớp Bảo Duy thì nằm dưới này này. Để em tìm. Đây thấy rồi. Anh em đa số bây giờ sưu tầm á, thì đây bác Phạm Văn Khởi ơi. Cái mầm này thì phê pha rồi. Cái hôm chia cho bác hầu như đang còn trắng trắng đúng không ta? Nó đang 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 còn trắng trắng này mà bây giờ nó phê pha rồi này. À, chất dinh dưỡng nhiều cho nên là nó sẽ chưa ra rễ nha anh em. Miễn là cứ kỳ đẹp là được nha. Còn nếu mà ra rễ xuống rồi thì lại nó lại như kiểu cây này thôi. Đây này. Em cảm ơn anh trai Kỳ, anh Trần. Để hai Phạm Văn Khởi được gần nhau cho anh, nhấc cái kia này lên. Anh em bây giờ đa phần là anh em sưu tầm. Anh em sưu tầm những con giống khá là nhiều, cái con giống 5 cái trống Bảo Duy và người đẹp không tên. Đấy. Cho nên là cái lượng mà người đẹp không tên đó. Người đẹp không tên và Bảo Duy. Ủa, cẩn thận. Đúng là Nguyễn Văn Thuận chắc chắn rồi. Xin chào, xin chào. Em cảm ơn cả nhà đã chia sẻ nha. Em cảm ơn cả nhà đã chia sẻ. Chúng ta cùng ra vườn. Ra vườn thì lúc này thì hơi nắng, khá là nắng. Da đen và bạn gái đã chê rồi. Mình đang cho quay đầu xuống này anh em này. Cho quay đầu xuống. Nắng nóng như thế này thì rất là dễ bị thối đọt. Cây này bắt đầu mập. Mập đẹp như chủ. Chào em trai Trần Tráng nha. Lúc nào inbox cho anh để anh chỉ cái cách mà ươm nha nha Trần Tráng ơi. Cái cây mà em lấy về đấy. Phê luôn. Cực phê. Quá phê luôn. Đấy, rồi cây cây nó sẽ lớn như này thôi. Cây nó sẽ lớn đẹp như thế này thôi anh em. Cứ chơi lan là phải có thời gian. Cảm ơn anh Nguyễn Duy nhé, anh trai nhé. Đấy, sẽ cố gắng. Anh Vin Sơn Nguyễn có còn xem không ta? Ok Trần Tráng nhé. Đây những cái kỳ Long Khánh đây anh em ơi.
Những kỳ Long Khánh rất là đẹp ấy. Anh em nào thích thì chụp hình màn hình inbox cho mình nhé. Cảm ơn bác Khởi Phạm Văn nha. Còn anh em nào thích Long Khánh mà kỳ 52 thì đây nhé. Long Khánh kỳ 52. Chào bác Tùng Ngô. Đấy, hôm rồi thì thần thối ghé thăm, nhưng mà mình đã phát hiện ra, mình đã phát hiện ra, đã cứu được. Cây của chị yêu Trang Lê thì đang mở lá rất là ác luôn. Tầm này nó đi mới mạnh. Những cái kỳ Long Khánh mà kỳ 52 đây nha. Kỳ Long Khánh kỳ 52 nó phi cũng rất là ác. Rất là ác liệt luôn. Không biết anh Lê Đức Can có xem không? Nghiêm Văn ơi, nhận được rồi. Đấy là lại cho Nghiêm Văn xem này. Có tem đây. Em ơi tìm cái Nghiêm Văn giùm anh cái. Bảo Duy. Bảo Duy Nghiêm Văn. Đó, có nhận được rồi, tem tiết có rồi. Ok. Bây giờ đang di chuyển cái này đi nha anh em. Trồng được rồi thì sẽ di chuyển để đưa về vườn dưới nhà. Những cái nào mà ổn thì mới đưa về vườn dưới nhà, còn cái nào chưa ổn thì vẫn chăm ở đây. Nói chung là nói thẳng luôn, bây giờ là Tùng ổ mưu hàng ngàn chậu tác phẩm anh em ạ. Đó, còn những cái loại này anh em mà làm biếng làm tác phẩm thì nếu có từ Hồng Yên Thủy trở lên á thì cứ nếu cây trên thân, cây tự nhiên hay cây ướm được đang đi đọt á thì 20 cm trở lên đây này. Chốt kiểu này nhá. Đây. Đây anh em đóng gửi cho Tùng đây anh em này. Tùng tiền Tùng chuyến này. Đó, đây anh em lách xuống nhá. Anh em bẻ xuống đây là gửi cho Tùng. Gửi cho Tùng đây, đấy. Đấy, rồi xong bắt đầu là đóng thùng nhá. Đóng thùng. Đó, đóng vào thùng là gửi cho mình. Đấy, thì anh em biếng trồng thì em chào anh siêu giàu Akma Paris. Qua em cà phê anh ơi. Ủa cái kê điện thoại của anh ở đây đâu? Kê điện thoại của anh đây đâu? Đâu anh đang để đây ai đem đi đâu hả mày? Anh đang để đây mà sao mày nỡ lòng nào mày lấy của anh? Đi ra ngoài nắng thì giờ thì đang rất là nắng, đang rất là nắng nên là Tùng thỉnh thoảng vào trong một tí có mồ hôi này, hói này. Đợi nón vô thì đã thấy hói hơn. Xin chào cả nhà nhé. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ nhé. Chào bác Nguyễn Duy Chín. Trưa mai nhậu tí. Ok anh Nguyễn Duy nhé. Chừng nào anh vào. Có em cà phê anh nhé. Aqua Paris ơi. Nhân pha cho anh một cái ly cà phê leo. Này, nhân. Cà cái lên. Ok anh Duy nhá. Mai vào chừng nào vào để chú lên chú đón. Nay là mình kiểm tra xem là rễ kinh Bắc thì nó như thế nào. Rễ kinh Bắc như nào, tại vì cái rễ của cái mầm này bắt đầu ra rồi. Đó, sắp tới thì. Ủa anh Mạc Mapari anh đang ngoài Bắc à? À cái rễ của kinh Bắc này. Cái mầm kinh Bắc thì nó ra rễ rồi, sắp tới á Tùng đang kiểm tra xem thấy ổn không. Cái này gọi là ổn cho nên là Tùng sẽ không nhổ lên. Còn nếu Tùng kiểm tra mà thấy không ổn á là sắp tới cái mầm này này mà nó ra rễ là Tùng nhổ luôn và cắt hết các loại rễ này là Tùng trồng ra. Chào bác Bình Ngô. Vào đi ấy đi em lên sân bay em đón hoặc em cho tài xế lên đón anh.
Tây Bắc này nha. Mình kiểm tra thì rễ rất là ok. Đó, mình đang để cho nó khô ráo ở đây. Cho nên là sắp tới thì mình sẽ không phải là cắt cái rễ này. Đó, mình để thôi. Còn nếu mà rễ nó không ổn đó, là Tùng sẽ nhổ lên. Nhổ luôn và cắt hết toàn bộ các rễ cũ này đi. Mình đem mình trồng. Kinh Bắc. Hôm rồi thì mình cũng nhổ cái Bảo Duy này này. Mình nhổ hết lên và mình cắt hết cái rễ cũ đi và mình trồng lại đây anh em. Nó đang đi đọt đây này, đang đi đọt 3 cây luôn này. Ok Thúy Vân, Lê Kim nhá. Ok anh Duy. Đấy là mình nhổ lên luôn, mình cắt hết toàn bộ rễ cũ luôn và mình trồng vào nó vẫn sống. Không những là một thân mà là ba thân ở đây. Và không những là thắt ngọn rồi mà đang đi đọt thì mình vẫn thay chậu và cắt rễ bình thường. Đó, hôm qua thì mình cũng cũng mới kiểm tra cái bộ rễ của cái cây kinh Bắc khủng này. Đó, và sau đó là mình xịt nước nhiều quá. Và xong mình phơi nắng. Thế là thối một cái đọt, sáng nay mình mới rút đọt. Đó, thì mình kiểm tra cái bộ rễ này, bộ rễ đang rất là ổn. Nó rất là ổn, chứ nếu không ổn là Tùng chờ ba cái mầm này mà lên ra rễ rồi là Tùng nhổ luôn á. Tùng giờ là không có ngán à. Kinh Bắc Long Khánh trở xuống là không có ngán. Quan trọng là mình chăm các em, mình quan tâm các em. Em nào mà rễ không ổn là cắt luôn. Rễ không ổn là cắt luôn. Cơ duyên của các em tới đâu thì là mình chiều các em tới đó. Cây của em được mét và ba mầm gốc. Em bay vào lấy bác khói. Ok Nguyễn Hà nhá. Thế thì đợi khoảng độ 2 năm nữa nhá. Hết sức bình tĩnh. Nguyễn Hà đây. Cây này nếu như mà được như bác Nguyễn Hà mà mong muốn thì ít nhất là 18 tháng. Anh em đầu tư lan phải hết sức bình tĩnh. Chứ bây giờ mới đầu tư, mới mua được một cái cây, ví dụ như là mua được cái kỳ 3 triệu. Cái mai mốt cái kỳ nó cũng vậy, cách đó mai mốt kỳ cũng vậy, nó xuống còn 2 triệu rưỡi, bắt đầu lo lắng rồi. Bắt đầu lo lắng, trời ơi, ví dụ các bác có bán thêm từ 3 triệu mà các bác bán được 4 triệu thì có nhầm gì đâu. Nhưng mà phải chăm được cái cây đó nó ra cả mét rồi nhân giống đi. Đúng không anh em? Chứ bây giờ đây này. Đây. Cái này là kỳ năm nhất đây này, 2 mét đây anh em này. Hết sức bình tĩnh. Bây giờ vừa mua được cái này này. Anh em vừa mua được cái này. Cứ cho là đây đi. Mà thôi cứ cho bé bé này đi. Vừa mua được cái này, ví dụ như là 39 triệu kỳ Long Khánh này. Đây này. Kỳ Long Khánh này là mình bán 39 triệu nha anh em nhé. Đây này, mình để xa máy mà mình zoom lại anh em thấy rõ này. Khúc ươm rất là to. Cây này mà 15 ngày nữa thì anh em nhận không ra. Mình đang để ra cái phía nắng cho nó ngay ngắn lại. Đó. Cái Long Khánh này mình chia sẻ cho anh em với giá là 39,9 triệu. Nhá, anh em nào thích thì mình giao lưu. Được chưa? Thế ví dụ bây giờ vừa mua 39,9 triệu. Mà bây giờ thị trường ám đạm bắt đầu nó xuống nó còn 29 triệu chẳng hạn. Thì bắt đầu anh em bắt đầu lo sốt vó rồi. Đừng lo, quên nó đi. Hãy quên nó đi anh em ạ. Chăm cây Long Khánh này bao giờ cho nó 1 mét. Kể cả là thắt ngọn, kể cả là ra mầm gốc. Không 1 mét thì 50 phân, không 50 phân thì 30 phân. Nó thắt ngọn đi rồi chúng ta làm kỳ. Đúng không? Chúng ta làm kỳ, chúng ta nhân giống ra. Thì cái chuyện 39,9 triệu nó quá ư là nhỏ. Nha, kỳ Long Khánh này này. Đó, anh em thích thì mình giao lưu cho anh em là 39,9 triệu. Còn anh em nào mà nhiệt huyết hơn thì có thể chụp màn hình inbox tôi. Tôi sẽ tính. Mà không này đi, bây giờ là đang nhiều người là buổi chiều nhưng mà rất nhiều người xem, 150 người xem. Bây giờ Tùng ưu ái luôn nè, ưu ái luôn nha. Cũng là Long Khánh, cây này thì nó đang bị theo hướng nắng, bữa trước mình bỏ dưới á, theo hướng nắng nó hơi cong. Thì ok bác Nguyễn Hà nhé. Đó, ví dụ cây này đi, bây giờ cây này mà mình bán thì hơn. Nhưng mà thôi cũng bán bằng giá là 39,9 triệu cho anh em đi. Cái này đúng một tuần sau thì nó sẽ thắng cái đọt này nha anh em. Mình đang để bị ngược hướng nắng, nó quay bị quay nghiêng đấy. Đây này.
mình bán 39,9 triệu cho anh em. Con này thì 39,9 triệu nhé. Đang đi đọt rất là đẹp. Thế thôi là mình để bị ngược hướng nắng, nó bị đẹp cong và mình đang uốn nó lại thôi. Mình không để ý bắt đầu nó bị cong đấy. 39,9 triệu nha. 39,9 triệu cây long khánh này nha anh em. Nha này. Cây long khánh này nha. Chia sẻ cho anh em là 39,9 triệu. Cứ chăm cây này cho nó lên cả mét đi. Nhất như nó coi như đánh rớt 39,9 triệu chứ nhầm gì đâu. Cho nó đánh rớt đi chứ làm gì, đúng không? Nhưng mà nếu như mà nó đẻ được mà nó lại nó đẻ được mà xong bắt đầu là lại gặp giá, lúc giá lên thì lại đừng hỏi vì sao. Đúng không cả nhà? Bấm cái này xuống cho nó đỡ chói. Ok Quyết Nguyễn, bò nó không thèm ăn lan đâu bạn ơi. Đấy, mình đang bấm cái mặt dựng phía sau nó đang tụt xuống đấy. Mình đang bấm cho nó tụt tự động xuống cho nó rõ. Đó, nó đã bị chói đúng không? Anh em nhá, Quyết Nguyễn ơi, bò nó không thèm ăn lan đâu. Bò nó ăn cỏ, ăn lá, giờ bò ăn cám luôn rồi. Bò đâu ăn lan làm gì? Bò đâu có ăn lan anh em. Bác bò nó cũng không ăn, không phải là không ăn mà nó không thèm ăn. Em chào anh Cao Minh Hoàng Đức nhá. Bò nó không thèm ăn lan đâu anh em. Lan là để trồng lan để làm hoa mà. Bò nó cũng đâu thèm ăn hoa mai, nó cũng chẳng thèm ăn hoa hồng, hoa huệ anh em ạ. Nên nhớ nhá. Một số người nhiều khi mình không có cái từ nào để mình nói để mình tả. Nhưng mà các bác sân si quá. Các bác nên nhớ này. Trên thế giới này có hàng triệu triệu các loài hoa, đúng không? Và hoa là nó đẹp, đúng không? Kể cả cuộc đời còn nở hoa mà, đúng không? Nhà Quyết Nguyễn. Nhà Nguyễn Quang Tuấn. Tức là nó không ăn, nó không chết được bác Nguyễn Quang Tuấn ạ. Anh em không hiểu, anh em ghét lan đến mức độ nào mà tôi nghi là bị vào lan xong bị mất từ lan, bây giờ mới hận cho nên mới nói câu đó. Đó là hèn lắm. Hèn như những thằng hèn kiểu là tới cua đầu tiên tới cua cô này thì khen ngày ngày mong đêm nhớ. Đúng không? Nhiều lúc là cứ mong muốn là cô ấy làm vợ mình. Chào bác Vũ Hiểu nha. Hai cua mà năng lực yếu kém, hèn, cho dù nghèo người ta cũng đâu chê bạn nghèo. Mà hèn quá thế là người ta biết tính cách rồi. Thấy không? Thế người ta không đồng ý. Từ cái việc mà yêu thương, thích thú người đó, khát khao người đó, trở thành cái việc là gì? Ghét người đó. Đó cái kiểu ông kia nói là vậy. Bác Trương Trần Minh ạ. Với lại bác gì đấy? Các bác nói như vậy, thế bây giờ tại sao người ta chơi một con chim mấy trăm triệu, thậm chí mấy tỷ, một con cá coi mấy chục triệu, mấy trăm triệu, thậm chí nhiều tỷ, đúng không? Nó cũng không có ăn được đâu. Thì tôi đang nói hình dung đó, bác thích cái cô đó đó. À, bác cua không được, cũng như bác vào lan, vào không thắng, bắt đầu là giờ đi quay ra ghét. Nha. Không thích thì đừng chơi, tại vì thích mà không được cho nên mới không chơi. Cua cô đó không được quay ra nói xấu, mé nhỏ đó xấu quắc, thèm, kiểu vậy. Mẹ nhưng lúc đầu các bố cũng cua, nhưng mà cua không được các bố quay ra các bố chửi, các bố ghét. Thì trong lan chắc cũng vậy, hèn lắm, quá hèn. Mẹ đây mày, các bố này, cái ông Trương Trần Minh này.
với lại cái ông gì đây, Thương Trần Minh với lại ông Quýt Nguyễn. Tức là hai ông, tôi đảm bảo luôn là hai ông là đã vào lan và đã thua. Mà chắc chắn một điều là các ông không có nhiều tiền để vào lan. Tại vì qua lời nói, đồng ý các ông có thể là nick thật, có thể là nick ảo, nhưng mà các ông cũng là con người, cũng có bàn tay khối óc, đúng không? Các ông suy nghĩ như thế nào thì các ông mới viết lên những dòng comment như thế, đúng không? Hèn quá hèn. Mà các ông chơi xong bắt đầu là các ông không thắng, thế các ông quay ra các ông chửi, chửi đi trồng lan cho bò ăn. Bò nó đâu thèm ăn lan, hiểu không? Nhưng người ta trồng cỏ biết bán bao nhiêu tấn cỏ mới được mấy chục triệu không? Hiểu chưa? Còn cây lan đây là đang hiếm giống thì tôi nhân giống, tôi bán kỳ con. Còn giống nào nhiều rồi, tôi đã từng làm những chậu hoa tác phẩm rất là đẹp và đang làm hàng ngàn chậu để sắp tới để bán. Tết nay tôi bán được hàng tỷ đồng thì đừng ganh tị sân si nhá. Đây này, Quýt Nguyễn với lại Trương Trần Minh này. Đây này, tôi bán lan này. Tôi bán lan rồi tôi nuôi đam mê đây, tôi mua những con xe này này, con này 2 tỷ 2 này. Tôi mua về tôi chơi này bác này. Có ăn được đâu. Mà cũng đâu có thèm đi đâu, để trên vườn chứ đi đâu. Mà các ông bây giờ không có xe đi, các ông mới phải đi chứ, còn tôi nhiều xe tôi để tôi trưng tôi chơi. Thì lan cũng vậy, lan có ăn được đâu. Lan chỉ chơi thôi. Ông hiểu không? Nhà Trương Trần Minh với lại Quýt Nguyễn. Hai ông ở một nhà được đấy. Đây này, tôi bán lan đây này, tôi có tiền đây. Còn không thích thì đừng chơi. Đã yêu rồi thì thôi cũng yêu. Mà các bố không yêu rồi, hoa lan nó thơm nó đẹp, bố mẹ là các bố mà ghét thì các bố cứ ghét. Đủ thứ trên đời. Đấy, không yêu được đi qua nhà bạn gái đái phát. Ok, Nguyễn Quang Tuấn. Đúng không? Đây tôi bán lan đây này. Còn ông nào thích có lan đem, tôi lại đổi cái này cho các bố, tôi lấy lan. Bố nào? Quýt Nguyễn với là Trương Trần Minh có lan không? Tôi đổi cho các ông. Đây, xe là hiện vật đây này. Được chưa? Tôi đổi cho các ông đó. Đem lan qua đây, tôi đổi xe cho. Đó, bác đam mê là lan va này. Có lan đem đây tôi đổi cho. Mặc áo ba lỗ quần đùi đi về. Ok, anh Cao Minh Hoàng Đức. Ô thế, bác Trương Trần Minh ơi, tôi không có sao tôi khoe được. Bác Trương Trần Minh này, tôi đảm bảo với bác á, là bác đã thua cuộc. Nha bác Trương Trần Minh. Tôi đảm bảo là bác thua cuộc, bác mua được có vài cây lan, vài triệu lan. Bây giờ lan nó xuống, mẹ tiền bây giờ tiền anh em đang ăn, không có ăn. Thì bây giờ là lan thì nó sẽ đang còn ít người đầu tư. Còn anh em nào mà có lực rồi, người ta bây giờ cây một kỳ lan bữa trước mấy tỷ bạc, bây giờ bán một kỳ lan có một vài triệu, vài ba triệu. Tôi đang lượm bạc cắt đây, đúng không? Và anh em tôi vẫn đang làm đây, vẫn bỏ công bỏ sức ra làm đây này. Thấy chưa? Anh em làm phải trả lương cho anh em chứ. Đang bỏ công bỏ sức ra làm. Bán kỳ lan vài ba triệu bạc thì các ông bảo là mẹ đem lan cho bò ăn. Tôi phải đầu tư tôi mới có chứ. Ok, vì đông. Đúng không? Tôi đang bỏ công bỏ sức cho tôi làm đó. Rồi tôi bán được tôi mua xe là ông anh chị với tôi. Tôi đang minh chứng cho các ông biết sắp tới tôi không phải khoe xe máy mà sắp tới còn khoe, tôi khoe luôn G63 cơ. Hiểu không? Hiểu không Trương Trần Minh? Bác bỏ mấy đồng bạc ra bác mua mấy cây Phú Thọ đâu đúng không? Hồi đó bác bị bọn kia nó lừa. Không phải là lừa mà nó dụ. Sao nó không chào bác mua kinh bác rồi cờ đỏ rồi Bảo Duy không tên đi. Mà nó chào bác ơi, mua Phú Thọ đâu. Làm ăn thì phải kiên trì. Lúc này lúc khác, lúc thắng lúc trầm. Mẹ nó xuống cái bây giờ anh em thời điểm khó khăn cả thế giới luôn. Bên Ukraine với Nga đang còn chiến tranh đúng không? Còn ở đây ta đang như này là quá ngon rồi. Anh em có việc làm mà quá tốt. Anh em không có việc làm thì chăm lan. Còn ông nào có lan bán tôi. Từ Hồng Yên Thủy trở lên, kỳ đang đi ngọn 20 sen trở lên đến 70 sen, kỳ thắt ngọn từ 50 sen đến 70 sen, thấy qua đây tôi mua. Ok.
Thì bác Trương Trần Minh bác là bảo lan cho bò ăn với lại khoe này kia. Tôi hỏi bác này, tôi không bắt lan làm sao tôi có tiền? Mà tôi muốn bắt lan tôi phải đầu tư đúng không? Hồi đó các bọn tôi là cái người đầu tư mà là khổ nhất, mua mấy chục tỷ một ki cơ mà. Tôi đâu có bỏ cuộc, tôi vẫn tin tưởng vào cái ngành hoa lan này đúng không? Tôi mua mấy chục tỷ một ki, bây giờ tôi mới nhân ra được mấy chục ki thôi. Mua mấy chục tỷ một ki mà bây giờ mới nhân ra được vài chục ki. Chia sẻ cho anh em loại Long Khánh chia sẻ có 39 triệu. Thì chia sẻ cái cơ hội cho anh em. Thay vì anh em phải đầu tư mấy chục tỷ một ki như bọn tôi, bây giờ anh em bỏ có 39 triệu ra mua. Nhất là coi như các ông đánh bài cho các ông rớt, đánh rớt, đánh rơi 39 triệu. Nhưng là cái lại có thể nó là một cơ hội cực kỳ lớn. Cần mẹ gì làm nhiều, làm sáu mặt hoa mà không cần gì làm nhiều, làm một phát Long Khánh hay là một phát cờ đỏ thôi. Thắng một kỳ thôi, thắng một con giống thôi, mẹ nó cần cả vườn các ông luôn. Sao không nghĩ như vậy? Bọn tôi mua mấy chục tỷ một kỳ, đúng không? Tôi đầu tư rất là nhiều tiền. Tôi đầu tư hơn 160 tỷ tiền mồ hôi công sức của tôi làm suốt hơn 20 năm qua. Nếu bây giờ tôi bỏ luôn là tôi thua cuộc. Đâu, tôi bỏ luôn là tôi thua cuộc bác Trương Trần Minh ạ. Nha. Nhưng mà tại sao tôi không bỏ? Tôi vẫn quyết tâm kiên trì, chịu thương chịu khó, hàng ngày làm đây, live stream cho anh em thấy cách làm của tôi đây. Đúng không? Tôi đâu có làm biếng như bác đâu Trương Trần Minh. Đúng không? Tôi đang làm đây, vẫn đang nói đây. Mời anh em uống nước. Đúng ra bác thấy tôi làm như thế, bác là phải khen ngợi tôi. Còn công nhận về nói vợ nhé, tôi chỉ cách cho. Ông về, ông Trương Trần Minh nói vợ này này, à, công nhận luôn. Ông thùng hói đấy, vườn ông trăm cây đẹp. Nhưng phải nói một điều, ông đầu tư hơn 160 tỷ. Mà giờ ông vẫn kiên trì chịu thương chịu khó, miệt mài làm việc ngày đêm, nhân giống, rồi làm tác phẩm, rồi làm hoa, rồi trăm cây cho ông với cho anh em. Đấy, em thấy chưa? Người ta mất như thế, không? Người ta cho là mất luôn. Nhưng mà người ta kiên quyết, người ta không bỏ cuộc, người ta không thua cuộc. Nha. Phải nói như thế. Đó là trong lan thôi. Còn ông nào làm việc khác vậy? Các ông tưởng 3 năm qua các ông mẹ thành công hả? Các ông thành công không? Kể tôi nghe dùm cái. Trong 3 năm qua ông nào làm ăn thành công kể dùm tôi cái. Kể cả đặc biệt các ông làm bất động sản, rồi bitcoin, rồi chứng khoán, rồi xây dựng. Xây dựng người ta không có tiền lấy gì xây dựng. Các ông bán vật liệu xây dựng cũng ế lòi mỏ ra. Người ta đâu xây dựng đâu mà bán được sắt, xi măng, gạch, cát đá. Đúng không? Rồi các ông làm thợ hồ, các ông làm nhân công, các ông nhà thầu có việc đâu mà làm. Làm gì phải sân si vậy? Ok, Mạnh Nội Bài. Đúng không? Đấy, em thấy chưa? Mình vẫn đang có công ăn việc làm ở đây. Nhưng mình vào lan như thế thì coi như bây giờ là mình rớt mất cái đó đi, mình mất hẳn cái đó đi. Còn chúng ta còn bao nhiêu cây trong vườn thôi, anh cố gắng chăm cây. Anh cố gắng chăm cây. Nhá. Rồi mình làm được. Cây này bây giờ kỳ nó ra số lượng nhiều. Phú Thọ HO, Hồng Yên Thủy ra số lượng nhiều rồi thì bây giờ anh cố gắng anh chăm anh làm tác phẩm. Rồi anh học theo một số anh em trên đất nước này. Anh làm hoa, Tết ta bán. Được nhiều thì coi như cái đó mình được. Còn mình xác định bây giờ mình vào 3 tỷ đúng không? Xác định mình rớt mẹ nó 3 tỷ rồi. Giống như ông Tùng Hói á, ông xác định là rớt 160 tỷ rồi. Bây giờ ông vẫn làm. Làm bán từng ki, từng nhặt, từng bạc cắt. Đúng không? Từng triệu một mà người ta vẫn làm. Không lý do gì mà mình không làm em ạ. Mình phải nói với vợ như thế. Bản thân tôi cũng nói với vợ tôi như thế này. Tôi xác định cái cuộc chơi đó tôi bị rớt mất 160 tỷ. Đúng không? Rớt mất luôn rồi. Còn những cái gì ở đây này, còn những cái gì ở đây á, thì bây giờ tôi làm ra được bao nhiêu là tôi được bấy nhiêu. Anh em hình dung chưa? Tôi làm bao nhiêu là tôi được bấy nhiêu luôn. Thì có phải là bây giờ vợ rồi gia đình vừa thoải mái không? Bản thân mình thoải mái không? À, bây giờ mình ra mình bán 2 triệu một ki. Mình bán 2 triệu ki, hồi đó mình đầu tư phải 2 tỷ một ki. Bây giờ ví dụ đây là Nguyễn Duy này. Mua hôm rồi bằng tí mà hôm nay đẹp chưa? Ok Nguyễn Thiện. Đó. Mình xác định là mất luôn đi rồi. Bữa trước mình đầu tư 1 tỷ rồi, mất luôn, rớt luôn 1 tỷ rồi. Bây giờ mình làm. Bây giờ làm cứ bảo là không ra được. Ông nào có Hồng Nguyễn Thủy trở lên, đúng không? Mua giá thị trường, bán rẻ hơn càng tốt. Chụp hình, quay clip, gửi cho tôi mua. Được chưa? Có gì đâu mà anh em tôi đây này.
vẫn chăm từng kia nhỏ cho mình và cho khách đây này. Đây này, làm đây này. À giờ nó đang ăn, nó đang uống nhưng nó không làm, xin lỗi. Đúng rồi anh Xuân Trương Ngô. Cảm ơn Minh Anh. Chào em trai Vườn Lan Nguyễn Bảo Nam. Chào bác Nguyễn Tính. Đó, vẫn làm đây. Ủa em làm, em đang lấy tri bảo tín. Làm tập trung có lộn tiêm á, ông cứ làm vừa làm ông đấy lộn tiêm mà chết bố mẹ luôn. Anh em ạ, à, bây giờ mẹ, bây giờ ông cứ bảo ông tiếc, mẹ ông tiếc cái tiền ông đã đầu tư rồi. Bao nhiêu ông đầu tư đất ở Trơn Thành, ở xa xa đấy. Là tôi nói là ở đây thôi nhá, ở địa phương tôi thì gần địa phương tôi biết thôi. Bác Khánh Tây Môn ơi, Bảo Duy nhỏ bây giờ là 2 triệu 2 đây mà. Mình đang bán là khoảng độ 3 triệu rưỡi. Bây giờ chia sẻ cho bác là 2 triệu 2 thôi. Đây. Đây. Em chia cho bác 2 triệu 2 một cái Bảo Duy nhá. 2 triệu 2 một cái Bảo Duy rất là khỏe, rất là đẹp luôn. Đúng rồi bác Đặng Đức Diên, cái gì đâu. Đúng rồi bác Đam Mê Lan Va. Đúng rồi bác Phạm Thống, cứ phải có làm mới có ăn. 2 triệu 2 bác gì ơi. Bác Tây Môn Khánh ơi. Chào bạn trai của Phan Kim Liên nhá. Phan Kim Liên là bạn gái của Tây Môn Khánh. 2,2 triệu này. Bác Tây Môn Khánh, và trước đây là tôi phải mua tới 3 tỷ 9 một ki này này. Thời điểm đầu 2021. Còn mắt ngủ nó khoảng 2 tỷ 8, lên cái này phải 3 tỷ mấy nhá. Thì bây giờ bán có 2 triệu 2 thôi. Cảm ơn Nguyễn Phong nha. Anh em nào chốt 2 triệu 2 bán luôn. Bác Tây Môn Khánh, chốt không? Chào nỗi đau của đời. 2 triệu 2 khi Bảo Duy đẹp. Tất cả mọi cây ở vườn Lan Thanh Tùng thì cây mẹ nở hoa là mình mới bán, cây mẹ chưa nở hoa mình không bán. Nên anh em nhé, một số anh em mua sai cây, mua hàng fake thì bây giờ đang quay lại mua cây của Tùng rất là nhiều. À, bây giờ anh em hình dung đi mẹ, những cái giai đoạn trước á, bây giờ cái loại hoa, 6 cái loại hoa mà VIP nhất mà anh em săn đón nhất đó là Bảo Duy, lên tí nữa là Không Tên, lên tí nữa là Đôi Mắt Bà Lê Cu, lên tí nữa là Cờ Đỏ, lên tí nữa là Kinh Bắc, lên tí nữa là Long Khánh. Ok bác Trọng Đại, chào bác Lanh Nguyễn. Trời ơi, làm gì nguồn cây ở đâu Minh Anh? Cây của Tùng bây giờ là nguồn của Tùng, nó hoa nở tại chậu mẹ rồi thì nguồn của tôi chứ của ai. Bảo Duy nở tại chậu mẹ nhiều lần rồi, nhiều chậu nở luôn rồi nhá, không cần nguồn. Vườn của tôi là cây đã nở hoa rồi, không cần phải xác minh nguồn ở đâu cả. Anh em cả nước từng tới nhà tôi để ngắm hoa cùng tôi rồi. Chào Giám Nguyễn nha. Giờ làm gì mà dụ ai được nữa. Ok Kim Anh, có dụ ai đâu. Thằng nào mà dụ ai, thằng làm chó. Anh em đang thèm bố mẹ, tôi hỏi tất cả anh em đang xem live, gần 200 người đang xem live ở đây. Có anh em nào mà không khát Long Khánh không? Mà không thèm Kinh Bắc, Cờ Đỏ, Bà Lê Cu không? Đấy, cái bác Tây Môn Khánh bây giờ đang muốn sưu tầm một cái cây Bảo Duy nhỏ xíu cái kìa. Cần gì phải dụ ai? Ok Hoàng Tuấn. Live bây giờ mà gần 200 người xem là cả nhà yêu quý Tùng quá trường trời. Tùng cảm ơn cả nhà rất chi là nhiều. 186 người đang xem live ở đây. Cho Tùng một comment là vui vẻ, mát mẻ. Tôi thèm tiền đâu mà mua đó, chẳng qua là kinh tế đang khó khăn. Bây giờ đây, cái câu hỏi này đi. Tôi hỏi thật lòng gần 200 người đang xem. Đúng là lại đẹp, cây vườn anh là nở hoa hết rồi mà, là vườn của anh rồi. Vườn Lan Tùng Nguyễn, 13.000 người chơi lan. Thậm chí là hơn thế nữa, sắp tới là 1 triệu người chơi lan.
mà mỗi người mua lấy 5 kg báo Duy, 5 kg không tên, 1 kg cờ đỏ, 1 kg Long Khánh, 1 kg Kinh Bắc, 1 kg đưa mắt Pleiku coi. Sợ không có tiền đến ông Bắc Lanh Nguyễn. Chào anh siêu giàu Đinh Văn Nhâm, 185 con nghiện. Chào Vân La, chào bác Nguyễn Xuân Bình, chào bác Nguyễn Văn Hưởng. Đúng không anh em? Tôi hỏi anh em ở đây 186 người đang xem á, là có ai mà không thèm Long Khánh không? Thèm lắm luôn á. Thèm lắm luôn. Nhưng mà kinh tế đang khó khăn quá trời thì là không mua được. Còn những người mà đang có tiền là người ta sẵn sàng mua. Thì có phải đến lúc mà kinh tế làm ăn ổn định thì người ta có kỳ không? Đúng rồi Hồng Phú Lê. Đúng rồi Nguyễn Đình Đại. Cứ từ từ thì cũng sẽ có giống hết. Nhưng mà ai đi trước thì được trước, ai đi trước thì sẽ thành công trước. Còn như bọn tôi đi sau cái người mà có con giống đó, mà gặp ngay cái thời điểm giá cao, và sau đó lại khó khăn về thiên tai dịch bệnh. Anh Đinh Văn Nhâm nói ai chán bán rẻ mình mua hết đấy. Anh Cao Minh Hồng Đức không thèm mà quá thèm. Thèm rõ rãi luôn, bác Mạnh Toàn Đao. Báo Duy vẫn còn nhiều em chưa có, đúng rồi Tuấn Hoàng. Nguyễn Anh Nghĩa, 2,2 triệu nhá, tại còn có mấy kỳ thôi, bây giờ không bán được, hôm trước là mình bán là 1 triệu mấy, nhưng bây giờ còn có mấy kỳ thôi. Ai không mua coi để ế, nó đang lên như 1 sen như này, bây giờ tôi để ế tôi như thế này đi, xem thế nào. Ok Minh Minh, bác Toàn Năng Nguyễn, ok. Được, ok bác Phạm Thống nha. Chào Nguyễn Văn Thuận, nghiện nặng đời. Ok. Vâng, trời ơi chẳng qua là bây giờ kinh tế khó khăn lắm các bác ạ. Anh em ạ, kinh tế khó khăn thôi, chứ tôi nói kinh tế chỉ cần trở lại nhích một cái thôi, không có cây mà bán. Bán thân Tùng bây giờ luôn nè. Thử anh em hỏi chục kia Bảo Duy có không? Không có đâu. Còn có mấy kỳ thôi, loại kỳ bé bé mới nhú đó, 2 triệu 2, được thì Tùng bán, không được thì thôi, lại để chăm cho nó lớn. Còn người này không mua, người khác mua. Còn ok, anh em nào chưa tiết kiệm được 2 triệu 2, ok, anh em vẫn có thể đưa tôi 1 triệu 6, còn tôi cho thiếu lại 600k, cái nào ra cái nào. Cảm ơn Xuân Hạnh nha. Đúng không? Nói rõ ràng như thế, bây giờ 2 triệu 2, anh em mà chưa đủ đúng không? Anh em chuyển 1 triệu 6, còn 600k tôi cho anh em thiếu trong vòng 7 ngày đến 1 tuần. Ok bác Quỳnh Phạm, chào anh Nam Trần. Có gì đâu, có gì đâu anh em. Vui vẻ, chơi là vui vẻ, làm sao mà... Bây giờ đấy, thế làm sao mà các công ty, các coi, mọi người thấy không vất vả không? Bây giờ người ta đâu có tiền đâu mua các coi. Toàn mấy triệu, mấy chục triệu thôi. Một con, ở Việt Nam mấy trăm triệu cũng có. Chào em, chờ em giàu Đinh Khắc Hùng. Em giàu Đinh Khắc Hùng là một người chơi chim này. Đủ thứ trên đời. Có những con chim bây giờ 600-700 triệu, cả tỷ bạc. Có những con có mấy chục triệu thôi. Mua về cái nó nghẻo mẹ đi, hay là nó không hot như ý mình, lông lá nó không như mình, như ý mình đúng không? Chơi mà. Chơi thì có chơi có chịu. Mẹ ông Hùng đây là ông Đinh Khắc Hùng, làm sao ông dụ được ai chơi chim, làm sao ông dụ được ai mà mua chim. Ok Trọng Đại, tại sao mà Tùng lên live á, đâu phải Tùng cứ ngồi Tùng bán lan hay Tùng đấu giá được cây. Khổ nhưng mà vui, nhưng mà sướng. Có nhà Minh Dương ơi, có kỳ cờ đỏ này này, có kỳ cờ đỏ đẹp luôn này. Cờ đỏ hôm trước, bây giờ hôm trước là mình bán là chờ mình xíu mình tìm đây này. Nhà có cờ đỏ nhiều đó. Có cái cờ đỏ đẹp, có cái cờ đỏ đẹp luôn, để tìm cho anh em này.
đâu có nhiều giống, anh em nào mua giống trước anh được, nói thẳng luôn. Hồi đó các ông kia thành công là các ông có giống trước tôi, sau này đắt các ông bán hết, bây giờ thậm chí các ông không còn giống luôn. Đó, bây giờ tôi là người kế tiếp, rồi anh em lại đến là người kế tiếp. Anh em có giống những lúc khó khăn, những lúc khó khăn thử thách, những lúc mà khó khăn vất vả không có tiền, anh em nào mà tính được đường đi nước bước thì ok. Cái cờ đó này thì giá rẻ này. Cái cờ đó này thì sắp tới thì nó phê nhá. Lấy cái cờ đó mở lá cho anh. Thấy rồi. Cái cờ đó này giá rẻ nhá. Cái cờ đó này là 16,8 triệu nhá. Đó, Đinh Khắc Hùng á, chim nó vẫn đẻ được. Chào anh trai Lực Nguyễn nha. Chào ông Nguyễn Đạt. Chim nó đẻ được chưa bác Đặng Thụ ơi? Cái cờ đó là 16,6 triệu nha. Còn cái cờ đó này này. Cái cờ đó này này. Không phải cái này đâu. Tuyệt vời, cái này theo cái kia, thấy chưa? Cái này nó theo cái kia đó. Cái kia là hai mắt. Đâu dưới này thôi này. Kia nó mở lá rồi. Hay treo ra ngoài rồi ta. Khi nào treo ra ngoài không ta? Cây kia của anh Đại Phong Nguyên rồi. Khi nào treo ra ngoài rồi đó. Thử ra coi. Hai mắt chứ. Ok Nguyễn Văn Thuận. Không phải. Cái này là khác, cái này là trong nhóm của kia không phải đâu. Cái kia cái trồng đứng mà. Hầu như ra ngoài đó. Ok bác Đặng Trung nha. Cây vườn em này là cây nào có hoa thì em mới bắt đầu bán. Chưa hoa thì em chưa bán. Đây cái cờ đỏ đây. Đây có cái cờ đỏ này anh em này. Mỹ Dương ơi. Tức là mỗi loại một thú chơi bác Đặng Thụ ạ. Tức là mỗi loại một thú chơi. Chơi thì chơi cá, chơi chim, chơi xe. Chơi chim, chơi cá, chơi xe, chơi số, chơi lan. Đúng không? Chơi mai, chơi đào. Chơi quất. Chơi bonsai. Các loại chơi, chơi cũng gì cũng phải xuống tiền hết. Minh Dương ơi, cái cờ đó này. Cái cờ đó này chia cho anh em với giá là 22 triệu. 22 triệu nhá. Bằng nửa tiền Kim Long Khánh thôi. Đúng rồi bác Nguyễn Đình Đại. Chơi giá quá hợp lý luôn. Cái này trăm thì nay cuối năm thì gọi là hết nước chấm thôi. Nếu như không ai mua thì mình lại trăm lên. Đây này em phải để như thế này đúng không? Cái này như thế này đúng không? Thì phải để trước mặt nó như thế này. Để đây rồi buộc ở đây. Mày xoay đi đâu? Buộc thì xuyên từ đây xuống. Sao Tuyến là không chỉ dần này mà không biết làm. Chỉ nó làm đi. Nhân viên của mình thì mình rất là khắt khe nha anh em. Vĩnh Khang có thuộc hàng tứ trụ không bác khói. Làm sao mà thuộc hàng tứ trụ được.
đã nói rồi, Tùng nói nhiều rồi mà anh em vẫn chưa hiểu cái câu bộ tứ trụ. Tứ trụ là những mặt hoa. Tứ trụ là những mặt hoa mà nó đặc biệt, đặc biệt về nhiều mặt, nhiều thứ luôn. Thứ nhất đó là nó là một mặt hoa rất đẹp và khác biệt hoàn toàn với lại cái phi điệp đột biến còn lại, đúng không? Còn Vĩnh Khang đây nó đại cát nó giống nhau. Thứ hai là Vĩnh Khang đó là nó nhiều giống hơn. Còn bộ tứ trụ á, từng con mắt, từng khôn cánh, đại ý là bông hoa, nó hoàn toàn khác biệt với phi điệp đột biến còn lại. Như là gì? Như là đôi mắt bờ lê cú, như là cờ đỏ, như là kinh bắc, như là long khánh, đúng không anh em? Thì xếp vào hàng tứ trụ và tôi cũng chẳng xếp được, mà anh em người ta xếp trước đó rồi. Không phải Đức Duy ơi, đối với tôi bây giờ đại cát tôi bán 10 sen thì tôi bán có 15 triệu à. Vĩnh Khang 10 sen tôi cũng bán 15 triệu. Chẳng có ai đặt tên như Minh Anh, chẳng có ai đặt tên, mà cái thị trường này anh em chơi lan, người ta đánh giá bông nào là đẹp, bông nào là đặc biệt. Ruby anh Thơ ơi, Vĩnh Khang là bông đẹp, nhưng mà nó không thể xếp vào độ đặc biệt và độ ít giống và độ làm giá thị trường bằng những cây khác được, bằng cờ đỏ, bằng Pleiku được. Tức là Tùng phân tích này, những mặt hoa gọi là siêu VIP, gọi là tứ trụ, bao gồm đôi mắt Pleiku, cờ đỏ, kinh bắc, long khánh, thì nó được thị trường, được anh em chơi lan cả nước ghi nhận trước hết là mặt hoa rất là độc đáo, đẹp, khác biệt còn lại với phi điệp đột biến, đúng không? Thứ hai là nó được làm giá thị trường rất cao. Thứ ba là nó đang quá ít giống, anh em muốn khao khát sở hữu rất nhiều, nhưng mà con giống thì là ít. Chứ còn bây giờ anh em bảo đưa đại cát vào tứ trụ ai ngửi được? Tùng cũng có đại cát và Tùng không bao giờ phê phán đại cát. Đại cát nó là một bông hoa đẹp, nó là bông hoa đẹp thì ông chơi. Nhưng mà tại vì nó đẹp nhưng mà nó lại giống mẹ nó với Vĩnh Khang, mà giá làm sao có thể là gấp 10 lần Vĩnh Khang được? Vô lý. Hai bông hoa nó đẹp, Vĩnh Khang đẹp, đại cát đẹp. Với tôi, đại cát là đại cát, Vĩnh Khang là Vĩnh Khang. Hai bông hoa đó đều đẹp, đều xuất sắc. Nhưng mà hai bông hoa đó là nó giống nhau về nhiều mặt, về mọi mặt, về thân lá, về thân thủ, về đặc tính, đặc biệt là về hoa, về khuôn cánh, về cặp mắt. Nó quá giống nhau, nó giống nhau cực kỳ kinh điển luôn, mà bán giá chênh lệch nhau quá là không được. Thế thôi. Còn ông nào thích mua thì mua, tôi chẳng khuyên các ông đừng mua, và tôi cũng chẳng khuyên các ông là nên mua. Ai thích mua là mua, ai thích chơi chơi. Bông hoa thì thiếu gì bông hoa đẹp, Juliet cũng đẹp cái gì, nhưng mà nó lại không lực làm giá thị trường, đúng không? Và không có số lượng người thích nhiều. Bác Dân Xây Dựng ơi, Bảo Duy thì số lượng con giống nhiều hơn đôm là nhiều hơn người đẹp không tin. Nhưng mà Bảo Duy á, là nói chung một mặt hoa gọi là VIP quốc dân ấy, tức là cái cặp đôi hoàn hảo là Bảo Duy và người đẹp không tin, đó là một cái cặp đôi hoàn hảo. Nhưng mà không tên á, giống như số lượng người nữ ở Việt Nam. Còn Bảo Duy á, nó giống như số lượng người nam, con trai á, ở Việt Nam. Tức là số lượng con trai thì nhiều hơn, số lượng con gái á, thì ít hơn. Cho nên về cơ bản thì người đẹp không tên giá cao hơn Bảo Duy, con giống ít hơn. Và độ đẹp thì mỗi cái có đẹp, mỗi mặt hoa có một vẻ đẹp khác nhau, tùy vào con mắt người chơi. Tôi nhìn thấy Hồng Thơm rất đẹp, cực kỳ đẹp trong mắt tôi, nhưng trong mắt bạn Hồng Thơm chẳng là gì cả. Mình không có còn hoa như bác Thanh Bình ơi, mình Phú Thọ HO mình không còn. Không phải, nó là top 1 chứ anh Dũng. Bốn mặt hoa nằm trong top 1 anh Trần Quốc Dũng ạ. Chứ không phải nó nằm trong top 4. Vậy cái nào nằm trong top 3, nào nằm trong top 2, nào nằm trong top 1, đúng không? Nó là bốn mặt hoa nằm trong top 1, top đầu. Đẹp là người ta đánh giá từng là từ khuôn cánh, mắt, mũi, môi, họng, đúng không? Rồi thân thủ. Chứ đâu phải tôi muốn nó đẹp mà nó đẹp được đâu. Ví dụ nhiều bông hoa đẹp,
Nhưng mà cả cái đất nước Việt Nam này người ta không thích bằng Kinh Bắc. Đấy, anh Trần Quốc Dũng đang nói cái ông nào đấy, ông Minh Anh đấy. Chỉ thấy Tùng gọi là tứ trụ chứ có thấy ai gọi đâu nhỉ? Anh Trần Quốc Dũng nói lại với bạn đó là sao bạn hay sân si vậy bạn ơi? Đúng không? Tại sao đó là anh em đặt ra thị trường này gọi như thế, không phải tôi nói mà được. Tôi là cái thá gì ở trong cái thế giới lan va này? Tôi chỉ là Tùng đẹp trai, đầu hói dễ thương và siêu giàu tình cảm. Đủ thứ trên đời. Mới nhanh đừng sân si làm gì. Còn ông thích Phú Thọ đẹp á? Ông thấy Phú Thọ đẹp thì ông mua Phú Thọ về mà chơi. Ông thấy HO đẹp thì ông mua về mà chơi, mà làm kinh tế. Ai cấm ông đâu. Nha. Nếu như mà tôi có quyền á, bác Lưu Thanh Sơn, nếu tôi có quyền thì tôi sẽ đọc Đại Cát và Vĩnh Khang là Đại Khang. Nếu tôi có quyền nhé, là tôi sẽ đặt Đại Khang tập hai bông đó, nở nhà tôi, nở vườn tôi, hoa nở tại chậu. Bây giờ tôi không lừa dối anh em được. Bây giờ mà tôi đi bán một kỳ Đại Cát 100 triệu, rồi xong tôi bán kỳ Vĩnh Khang 10 triệu là anh em ỉa mặt tôi luôn. Như thế là lừa anh em. Tôi khẳng định lại với anh em nhé, Vĩnh Khang rất đẹp, Đại Cát rất đẹp, nhưng mà hai mặt hoa đó giống nhau, cho nên bán mà giá chênh lệch nhau là không được. Thế thôi. Còn ông muốn bán Vĩnh Khang 100 triệu, Đại Cát 100 triệu là kệ các ông. Các ông có, các ông bán. Còn cây nhà tôi nở tại vườn, tôi bán nhiều là quyền tôi. Ông nào ngon bước vào khi mà mua. Mình không còn hoa nữa bác Thanh Bình ơi. Mình làm hoa mình bán hết rồi. Còn á, tại sao mà à vâng, ok anh Trần Quốc Dũng, ok em hiểu anh mà. Tức là bốn bông này là bông giá trị nằm trong top 1. Dạ. Chứ anh ghi là nằm trong top 4. Cho nên mới phân tích lại á. Thế thì có phải là gì? Cờ đỏ, tôi đố ai tìm ra được một cái bông cờ đỏ nào mà nó xuất sắc như bông cờ đỏ, một cái bông nào mà xuất sắc như bông cờ đỏ, bởi cặp mắt, bởi khuôn cánh, độ thơm của nó, và những cái bông khác nó đã không giống rồi thì cũng không làm được giá thị trường. Tôi đố ai tìm được cái bông nào giống đôi mắt Pleiku đấy. Tôi đố ai tìm được cái bông nào mà nó đẹp, nó xuất sắc như là Long Khánh, mắt đậm tràn viền đấy. Tôi đố ai tìm được cái bông nào mà nó xuất sắc, đôi cánh thiên thần, cặp mắt như đôi cánh thiên thần và có viền vàng như Kinh Bắc đấy. Đúng không? Nhưng mà ông nào nắm Đại Cát á, ông bảo tôi đố ông tìm được ở đâu mà ra cái bông nào mà giống Đại Cát thì tôi tìm cho. Cây nhà tôi nở đây. Nhà tôi nở Đại Cát, nhà tôi nở Vĩnh Khang đây. Đúng không? Mình phải nói như thế. Bướm đại ngàn cũng đẹp mà anh. À, bác Nguyễn Đình Đại nói là bướm đại ngàn cũng đẹp mà anh. Và bác Vườn Lan Thông Thương nói lại là bướm đại ngàn nở không đẹp, chỉnh sửa. Nói chung là Tùng không đề cập đến bướm đại ngàn nha anh em. Mình không đề cập đến bướm đại ngàn, lý do là mình ngay từ ngày đầu đầu tư vào lan là Tùng không đầu tư bướm đại ngàn. Mà chủ yếu là Tùng đầu tư Kinh Bắc, Long Khánh, Pleiku, cờ đỏ nha anh em. Ngay từ đầu luôn.
Đúng rồi, hồng Cao Bằng và hồng Ngọc Trai nở tại vườn em luôn rồi anh, giống nhau lắm. Nó cái kiểu như là Khang Vân với là Ngọc Sơn Cước vừa rồi đó, mẹ nó giống nhau như đúc. Tôi nói thẳng luôn, cái ông mà ở ngoài Sơn La gì đó, ông đó, đó là cái ông mà tạo nên những cú lừa lịch sử trong thế giới lần ba. Ông tưởng ông ăn được đại cát, thấy không? Đại cát Vĩnh Khang. Xong bắt đầu ông muốn ăn tiếp là gì? Ông làm ra là Khang Vân với lại Ngọc Sơn Cước. Rồi ông lại còn tính làm một cái cây bông Hoàn Châu. Hoàn Châu giống với bông gì nhỉ? Rồi ngày trước các ông bông Cái Bang với bông Hồng Nguyên Thủy nó là một đúng không? Mẹ các bố làm trong các bố gọi là... Tôi gọi là Đại Khang thời Điệp Lan đây. Tùng gọi là Đại Khang. Nếu Tùng được đặt tên lại Tùng đặt tên là Đại Khang. Hai bông đó. Còn bây giờ Đại Cát là Đại Cát, Vĩnh Khang là Vĩnh Khang. Nhưng mà bán giá bằng nhau là được. Còn ông nào mua thì tôi bán cho. Đại Cát bằng Vĩnh Khang. Hoa nở tại chậu nhà tôi. Đúng rồi, sao mắt bông tin cũng không bông nào giống cả. Kỳ hoa cũng không bông nào giống như thế cả. Nhưng mà rất tiếc thì nó lại không được làm giá thị trường. Và nó là dòng bệt. Còn người ta thịnh hành mới là gọi là đột biến năm cánh trắng. Đúng rồi, giá chênh lệch quá thì người ta ngu gì người ta mua. Chào Đặng Văn Quyền. Còn bây giờ các ông nào tìm ra được một cái bông nào mà giống bông Kinh Bắc giùm tôi cái. Bán giá xem cũng ngon. Đúng không? Em nói nãy giờ đó bác Vườn Lan Trung Thông. Đại Cát là Đại Cát, Vĩnh Khang là Vĩnh Khang. Nhưng mà đánh giá của em, nó là giống nhau về thân thủ, về đặc tính. Và đặc biệt là bông hoa của nó rất là giống nhau luôn. Cho nên em bán giá bằng nhau. Còn nhà ai có Đại Cát thì bán Đại Cát. Nhà ai có Vĩnh Khang thì bán Vĩnh Khang. Nhà em có Vĩnh Khang và có Đại Cát thì em bán hai bông này giá bằng nhau. Còn em thách vừa đố. Ở đất nước Việt Nam này, ông nào mà mua Vĩnh Khang mà dám bán Đại Cát đấy, mẹ nó bửa cho liền chứ. Đúng không? Tôi đố ai mà mua Vĩnh Khang mà giờ về bán Đại Cát đấy. Đúng không? Mẹ nó bửa liền. Nó truy nguồn gốc ngay. Còn đây tôi, cây hoa nở tại chậu. Hoa nở tại chậu. Vĩnh Khang, hoa nở tại chậu, Đại Cát. Mà thôi, không nói nhiều nữa nha, không nói nhiều. Thôi bây giờ tiến hành qua vấn đề Kỳ Long Khánh của em trai Huy Phạm đây. Trời ơi, nó lên nó đẹp, dã man. Lên đẹp dã man. Phạm Huy Phạm. À, nhắc để tía. Tía cho nhắc cái chụp hình cái của Kiều Trinh. Đây là Kinh Bắc đây anh em này. Kinh Bắc đây. Kinh Bắc một kia đây anh em này. Nhanh đây, nhanh. Nhanh. Đây, Kinh Bắc đây. Kinh Bắc này nó khoảng được 2 cm này anh em nhé. Tổng là khoảng 2 cm thôi. Đây. Mình để xa xa nó mình xa cho nó rõ ta. Đây này. Mình đem vào nắng này. Kinh Bắc đây nha anh em nhá. Cây ương tự nhiên nhá. Kinh Bắc đây. Anh em nào chụp làm sao cho rõ thì mình để đây, mình để xuống đây. Làm sao mình zoom hay là mình kéo như thế nào cho nó rõ nha. Đây, cái Kinh Bắc này như thế này là rõ chưa anh em ơi? Cái Kinh Bắc này tổng nó khoảng 2 cm nha, 2 cm là đến gần đến chữ V thôi nha.
cái mầm rất là to. Cái kinh Bắc này anh em. Ok Nghiêm Văn nha. À, tiến này tìm Bảo Duy với không tên của Nghiêm Văn cái. Kinh Bắc đây anh em. Anh em chụp màn hình và inbox cho mình báo giá ngay này. Chụp màn hình và inbox cho mình báo giá ngay cái kinh Bắc này này. Cái nào mà mình thích công khai thì mình công khai nha nha Ruby. Mình thích công khai thì mình công khai, mà mình không thích công khai thì anh em inbox thế thôi. Số lượng kia có mấy kia cho nên là bán được thì bán, không bán được thì cũng chẳng sao. Ế đi, giờ tôi trông cho tôi ế hết kinh Bắc Long Khánh Pleiku cờ đỏ đi. Thèm Nghiêm Văn này thèm chứ sao không thèm. Một số kia thì Tùng sẵn sàng là bán giá công khai. Như hôm rồi Tùng bán một cái kia kinh Bắc đây. Đó. Tôi nói là tôi bán bằng một nửa giá thị trường. Nhưng mà một số người ấy, thì bảo là ú sao bán rẻ thế. Thế bây giờ mọi người biết giá thị trường bao nhiêu không? Đúng không? Nhưng mà anh em inbox là tôi có thể là chia sẻ tốt. Cái này, kia này này. Đây. Đây cái kia này này. Kia này bán là hôm trước là bán bằng nửa giá thị trường đây. Phê. Đó. Đây còn có cái kinh Bắc này đẹp này anh em này. Kinh Bắc này cũng phê lắm này. Đó. Nó cũng 2 sen. Mở lá rồi. Cái này mở lá hơn cái kia nhé. Quay xa để anh em hình dung. Chào bác Tân Nguyên nhé. Tân Nguyễn nhé. Một mắt thì lên hoa. Đó, anh em thích cái kinh Bắc này thì chụp hình inbox cho Tùng này. Còn kinh Bắc loại này mà nói chung là thôi ế cũng được. Để ế cũng được có sao đâu. Thực sự bây giờ là kinh tế khó khăn, tiền nó hiếm cho nên là anh em không mua chứ làm ăn kinh tế mà ổn định nhá. Thì anh em vào mua thì bây giờ mình bán ế để lúc anh em vào mua bán cho nó đẹp, để lúc anh em vào mua bán cho nó sướng. Đấy, bây giờ chia sẻ mấy cái kia người đẹp không tên đi. Bác Nguyễn Hà còn xem không? Bác Nguyễn Hà ơi, bác Tinh Tinh chưa? Rửa mái thì chắc khoảng 6 tháng rửa một lần. Đúng rồi bác Đại Nguyễn Hiếu, lấy đâu ra tiền. Tuyết Hồng Ngọc, em không có bác Cường Nguyễn Văn ơi. Bây giờ em đam mê lan lắm cả nhà. Bây giờ em đam mê lắm luôn. Em đam mê lan lắm. Nhưng mà em đam mê chăm lan để em bán em kiếm tiền. Ai đó? Ai đó bảo là chưa thấy anh bao giờ nè. Đây. Anh rất là đẹp trai. Xin chào cả nhà nhá. Chúc cả nhà buổi chiều mát mẻ nhá. Ok, buổi chat nha. Quá đẹp trai luôn. Đấy, anh em vẫn tăng gia sản xuất đây, vẫn giá thể Ochita. Vẫn làm một cái chậu rất là đẹp. Có lưới để phân thuốc nó không có rớt ra ngoài khi tưới. Đó, vẫn chăm cây, vẫn trồng cây. Đó, tạo công ăn việc làm cho anh em. Anh xin chào mọi người nhé.
anh làm đây, anh có làm không hay anh làm công anh lấy lương? Tôi làm lấy lương. À, thế tưởng làm không như tôi mới ngon chứ. Mày cưới gì mày? Mày làm có lấy lương không? Mọi người ơi, mua lan là phải ra tiền. Ừ. Hôm nay là ngày lấy lương đúng không? Hôm nay là 15 đúng không? À hôm nay 15 anh em ơi. Châu trồng kia sai bao nhiêu? Chậu trồng sai bao nhiêu? Chậu này đường kính 23 các bạn. Đường kính phủ bì là 23 nhá. Đường kính phủ bì là 23, trồng chậu như thế, trồng nó to như thế thì anh em xài cho 52, 53 vẫn ok nhá. Còn anh em trồng cái chậu, hồi đó Tùng trồng cái chậu nhỏ xíu như này này. Nhỏ xíu này thì lúc mà lên kia 52 thì nó bị nhỏ quá. Rồi xong rễ nó không ra được, rồi nó tràn tùm lum ra như thế này thì rất là xấu. Nó tràn tùm lum này, rễ nó ra nó tràn tùm lum ra như này này. Rễ nó đầy ngắt luôn, rễ nó đầy ngắt trong đây, đây mới 52 thôi. Mà rễ đầy ngắt rồi bắt đầu là cây nó không phát triển được. Có còn chỗ nào cho nó ra rễ đâu. Nè. Rễ đầy ngắt như này thì không còn nơi cho nó phát triển đâu anh em ạ. Thế là Tùng trồng toàn bộ vô cái chậu kia nhé. Đó. Này. Nó ra nó tràn tùm lum. Bây giờ anh em làm ra một chậu lan mà để trên bàn. Để ngắm để chơi như này đâu có gì đâu đẹp. Đúng không anh em? Hay là chậu nhựa loại này thì quá xấu, quá tệ luôn. Đó, người ta bán cho anh em xong anh em về là phải sang chậu. Sang chậu thì bắt đầu nó lại phải đứng một thời gian. Còn không để đây nó ra tùm lum từ lư đây. Ra rễ là vòng quanh nó không còn chỗ cho nó để cho nó đẻ nữa thì nó yếu, nhìn nó xấu như con ma. Chán đời cho một chậu lan. Nên là mình đi đường dài. Mình làm những chậu đẹp. Cái này giá thể là ít hơn, chủ yếu là cái loại to thôi. Thêm loại to vào. 99% là loại to thắng, đừng có ấy quá, có loại nào mà hơi méo thì bỏ vô nước lại đi. Đừng trồng vô đây. Nè, tí này sau kỳ này thế này không được, dồn lại trả hết. Chậu méo này bỏ ra, chậu méo như hơi méo một tí anh em ơi. Hơi méo một tí là mình không đổ ra. Thấy méo đừng có vô lưới nữa. Để lại trả cho người ta, tội gì mình mua cũng là tiền mà. Nha. Không, lỡ rồi thì tháo ra, đổ giá thể ra. Tháo hết toàn bộ ra trả lại. Ok. Nhà mình ngồi thật việc thật. Mình ăn tiền của anh em là một cây không tên chẳng hạn. Để trồng cho anh em một cái chậu đàng hoàng. Trồng cái chậu méo này giao thì mai mốt anh em họ đâu có vui. Ai giao cho mình cái chậu méo, chậu xấu mình có vui không? Tự mới biết sao để tôi nói nhỉ. Đổ ra hết. Rồi trả ba báo bên kia. Cái đó luôn méo luôn nó thắng. Lôi là kiểm tra, mai mốt lúc nhận hàng là kiểm tra luôn. Đem qua lấy vài trăm cái nữa đi. Đổi trả về, sĩ ơi, chủ yếu là cái kia. Tiến, bây giờ sắp xếp cho anh em là không bỏ cái nhỏ, chỉ bỏ cái to thôi. Để hiểu, rồi xong đó là Tín mới là tiết lại. Chủ yếu cái to thôi. Nha, cả nhà, sorry cả nhà nhá. Mình đang nói... Em không nhớ bác Dung Bạch Ngọc này để em hỏi nhân viên nhá. Cái chậu này bao nhiêu cái hả Tiến? Cái chậu này mười mấy ngàn hả? Có mười mấy ngàn cái thôi anh em. Có 15 ngàn hả? Khoảng 15 ngàn cái nha. Mình không biết giá. Tùng giao cho anh em làm. Chứ Tùng không ba đụng đến ba cái này nha. Quan trọng gì? Mình giá mua gì, giá phân, giá thuốc như nào là mình không nắm nha anh em. Giao cho anh em tự đi mua tự xử hết. Mình làm việc khác, làm việc lớn. Ngay hàng thẳng lối đẹp tưng sơ bưng luôn. Trồng cây cho anh em đó. Anh em nào khoái kỳ kinh mắc kỳ 52 này không? Kỳ kinh mắc 52 này này. Chụp màn hình liền. Kinh Bắc kỳ 52 này. 139 người đang xem kinh Bắc kỳ 52. Trên thân còn 3 mắt ngủ này. Kinh Bắc kỳ 52 này anh em này. Kinh Bắc kỳ 52 này. Chụp màn hình ngay. Inbox cho mình.
Đây, một số anh em đang inbox đây. Một số anh em inbox ra. Chào bác Sơn Lê nha. Cảm ơn Kim Văn. Inbox rồi hả? Bác Nguyễn Hà. Tại nãy giờ em đang live stream á, em không có để ý. Một số anh em Hoa Lan Giang Huy, một số anh em đang xem live đây mà có ai đó inbox chào cây cho mọi người thì mọi người biết là người đó sống rất là bẩn và đang cướp bối. Nhiều khi mình vừa tiếp lửa đam mê cho anh em, mình vừa lên đây mình kể chuyện, mình tâm sự, mình truyền lửa thì họ rảnh rang thì họ lại kết bạn rồi inbox rồi chào mời nhá. Ok bác Thu Đông nhá. Người đẹp Hoa Lan Giang Huy. Kỳ 52. Giá mấy? Chào bác Tiên Phạm nhá. Kỳ 52 hả? Đây ra cho anh em một cái kỳ người đẹp không tên Kỳ 52 này. Thích người đẹp kỳ không tên Kỳ 52 ra giá đẹp luôn nhá. Giá đẹp người đẹp không tên nhá, Kỳ 52. Người đẹp không tên Kỳ 52. Người đẹp không tên Kỳ 52. Đây. Cái kỳ người đẹp không tên Kỳ 52 bao gồm một thân già 2 4 6 7. Đó, thì là hai kỳ trên thân đang ra và năm mắt ngủ cộng với một cái mầm lỡ cộng với một kỳ như chậu này. Đó. Đây là coi như hai kỳ rồi nhé. Chậu này thì chia sẻ cho anh em nhé. Chia sẻ giá yêu cho anh em này. Chia sẻ giá yêu cho anh em với giá là... với giá vừa bán vừa kỷ niệm nhé. Với giá là 17,9 triệu thôi. 17,9 triệu nha bác gì ơi. Bác Hoa Lan Giang Huy ơi. 17,9 triệu nhé. Hai kỳ ở đây. Hai kỳ này chừng khoảng độ 15 ngày sau thì... hết nước chấm. Mở cái đây. Hai kỳ trên thân tự nhiên. Có mầm lỡ, có mầm gốc phê. Chào Đinh Văn Vinh nha. Giá vờ hỏi mua Long Khánh mà quá trời tin nhắn. Chào cây. Đó, nhiều khi mua phải hàng fake. Anh em ạ. Họ không bổ sức ra họ làm, họ ngồi chờ căn bắt đầu là họ lại chào cây bán cho anh em. Rồi nhiều khi là bán rẻ cho anh em thì anh em dính trưởng là mua hàng fake luôn.
Đấy, hàng ngày anh em vẫn đấy, vẫn chăm cây này. Hàng ngày anh em vẫn tưới cây ở đây, tưới tay luôn nhá. Mình có bét và dàn bét của mình rất là xịn sò, nhưng mà mình vẫn tưới tay từng cây để nhìn cái đọt của cây xem nó có bị làm sao không. Vừa tưới vừa nhìn xem cây có làm sao không. Đó. Kinh Bắc yêu thương. Phê cho cái mầm phêu anh em. Kinh Bắc đấy. Nhiều người bị người khác làm phiền quấy rối, chào cây, chào mời các kiểu, nhưng mà anh em quý Tùng cho nên là anh em vẫn cứ chốt cây của Tùng thôi. Như em này này, hôm rồi anh em chào Long Khánh quá trời, nhưng mà em vẫn qua đây để vừa là ủng hộ Tùng. Đó, sưu tầm một cây Long Khánh, cây năm 2 quá là đẹp rồi này. Đó. Chỗ khác có thể bán rẻ hơn nhưng anh em không thích. Anh em quý mến Tùng cho nên là qua đây ủng hộ Tùng thôi. Tưới bét sương mù cũng tốt anh. Đúng rồi, tưới bét thì cũng tốt mà, có gì đâu. Tưới bét cũng tốt mà, vườn thì nó cũng mát hơn. Nhưng ý Tùng muốn nói là Tùng cho anh em tưới tay như thế thì là sẽ phát hiện ra cây bị hỏng, bị thối hoặc là bị làm sao. Có nhà Ly Băng ơi. Bây giờ mình sẽ cho bác xem cái kia cỏ đỏ bé bé nha. Đây. Kia cỏ đỏ bé bé vừa đây rồi. Chào bác Trần Dũng nha. Cây cỏ đỏ bé bé này nè, to chà bá lửa đó. Chừng khoảng độ 10-15 ngày sau thì nhận không ra luôn. Cây này Tùng chia sẻ với giá là 16,8 triệu nha. 16,8 triệu nha bác gì ơi, bác Lý Băng ơi. 16,8 triệu cây cỏ đỏ nha. Trên thị trường thì cỏ đỏ fake, cỏ đỏ giả đầy nha anh em nha. Còn cây nhà mình nở hoa rồi mình mới dám bán. Đó là cái cỏ đỏ mở lá vừa rồi lại đeo ra ngoài rồi đi. Sao lại đưa cho anh Dũng treo? Anh Dũng biết treo chỗ nào? Mà rồi tối tôi đi bán rồi anh cứ chạy xuống anh lấy cho tôi không? Ừ, vậy tối nay xuống đây bán hàng tôi nha, đi đâu lấy cây nữa nha. Đây này anh em này, kể cả cái kia, đây là cái kia Kinh Bắc này. Cái Kinh Bắc này nó nhỏ xíu như này nhá, nó sợ nhỏ xíu và nó yếu, có bao giờ Tùng chào bán cho anh em đâu. Nhỏ xíu 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 đâu, có bao giờ mình chào bán không? Treo đấy. Nha anh em nha. Nó yếu á. Cây này nó yếu, nó nhỏ xíu, có bao giờ Tùng chào bán cho anh em đâu. Kinh Bắc đấy. Đây cây cờ đỏ này anh em này. Đây cây cờ đỏ mộng mơ luôn này. Ly Băng ơi, thích cây này không Ly Băng? Ly Băng mà thực sự thích cờ đỏ, thực sự muốn sưu tầm. Cái mắt ở trên là nó hỏng là không ra được nha, nhưng mà trong thân thì nó sẽ còn chất dinh dưỡng để nuôi cây. Ly Băng thích cây cờ đỏ này không thì chụp hình inbox cho mình giá yêu luôn, giá yêu luôn.
nha Ly Bang ơi. Hàng ngày anh em vẫn chăm cây xong bật mấy quạt lên em. Bật bật hai cây quạt bên này này, bật hết luôn, bốn cây hai cây kia cơ. Bật cho nó mạnh vào cho nó phá ra đi, cho mát. Má ông vừa làm mà ông vừa đây là không được ông Tín ơi. Một là làm, hai là ấy chứ vừa làm sao tập trung được. Nhiều thì phải đếm. Bao nhiêu thì phải đếm. Cái mình mua tiền thì mình cũng mua cái chậu thì mình cứ chọn cái nào tròn đúng không anh em? Còn cái nào méo thì trả lại. Bây giờ tiền thì tiền thật, người thật, việc thật đúng không anh em? Chậu tròn đẹp không? À, nó tròn nó đẹp, kể cả sau này làm một chậu anh em này. Ví dụ các anh em này, đây là cái chậu mà mình mua cái cây kinh Bắc được của người ta. Trồng mua một cái chậu chậu gốm. Mà nếu như mà nó có thành một chậu tác phẩm để ngắm thôi thì không biết để như nào cho đẹp luôn. Đúng không? Đó, mình đang nói là câu chuyện là chăm cây cho anh em đây. Trồng cây cho anh em, đúng không? Mà mình lại trồng, mình mua chậu thì tiền thì cũng là của mình, giá thể phân thuốc nhân công của mình, mà lại lúc giao cây cho anh em thì một cái chậu méo anh em đâu có gì vui. Nhưng mà một số chậu mà nó hơi méo thì có được này. Tiến đây, kiểm tra lại đi, một số chậu vẫn trồng với cái chậu méo. Đồ tức trên đời, phải nói cái đó, phải mở mắt to đấy chứ. Họ cứ bớt cái chậu méo cho mình được nghìn nào đâu. Đúng không? Họ cũng không có ý là lừa gạt mình, nhiều khi nó ở trong đó mà nó méo thì mình phải lấy ra. Đúng không? Đây, chậu này méo này. Chủ yếu là bỏ cái giá thể to thôi, cái này là bỏ, cái này là hơi ít rồi đấy. Giá thể bỏ thêm một tí chứ hơi ít. Này ít ít quá trời. Ít rồi phải bỏ xong hoàn thiện nó phải như này mới được chứ ít quá kìa. Đấy, mình làm là mình đã tươm tất rồi đúng không anh em? Mình làm mình đã tươm tất rồi. Thì cố gắng thêm tí xíu nữa cho nó tươm tất đúng không? Còn lỡ may bữa trước đây mà anh em đã trồng ấm chậu một cái chậu nào hơi méo rồi á thì sau này giao cho anh em hết sức thông cảm. Mình làm là mình làm chín chu, mình ăn đồng tiền nó xứng đáng đúng không anh em? Chậu của anh Kim Mai này à, mình mới trồng mình bỏ rêu lên trên để cho nó ẩm nó giữ ẩm, cây mới xuống chậu thường nó mất nước. Thứ hai á là sau này á mình bỏ phân thuốc lên đây thì nó không bị rớt cái phân thuốc xuống dưới, nó không bị thui đầu rễ. Thế thôi. Mình làm nó quá chín chu, một chậu cây mà như thế này thì có phải là anh em sau này mà nó bén rễ giao cho anh em phải sướng đời không? Ăn đồng tiền bát gạo, mồ hôi xương máu nước mắt của anh em này mới nó phải xứng đáng. Anh em ạ, nó phải xứng đáng đây này. Cái rễ nó như ngóc đầu lên, nó phải ép xuống rồi này. Cây bán cho anh em rồi nhưng mình cũng phải làm chứ. Đây này. Phải đè rễ xuống rồi này. Chào bác Thương Trọng nha. Thật, nói thật với anh em luôn, Tùng bán cho anh em một cây, Tùng xài đồng tiền Tùng cảm thấy vui, thấy thoải mái luôn đó. Nó xứng đáng với công sức Tùng bỏ ra, với đồng vốn Tùng bỏ ra. Mình ăn đồng tiền nó phải vậy. Và Tùng rất là khó khăn khắt khe với nhân viên của Tùng, cho nên trong lúc mà live stream mà mình phải nẹt nhân viên như vậy, anh em hết sức thông cảm. Đa phần là anh em đã làm cho Tùng mười mấy năm rồi, hiểu ý mình. Đối với tôi làm được nhưng phải đẹp. Chào em trai Linh Chim nhá. Ok bác Nguyễn Hà. Anh em làm cho mình mười mấy năm, có những anh em làm 20 năm rồi cơ. Và là bây giờ là hiểu mình rồi. Bây giờ ví dụ như anh em làm cho người ta, lỡ không may á, trước đây thì Tùng có chưa có kinh nghiệm này thì có gì sơ sót anh em thông cảm. Nhưng mà nói thẳng luôn á, bây giờ là có kinh nghiệm rồi cho nên trồng cái cây cho anh em
cũng phải chỉnh chu chu đáo. Còn anh em nào thích chậu gỗ thì anh em làm chậu gỗ, còn tôi bây giờ tôi thích chậu nhựa, là 2-3 năm sau là nó không bị mốc. Đây là kể cả gỗ sao nhé, kể cả là gỗ sao luôn, mới năm 2 nó nhìn nó mốc meo này này. Đây này, đây là gỗ sao nhé, đây là cây đôi mắt Pleiku, chậu mẹ, chậu nái, kể cả là gỗ sao, ông mới trăm năm nay là năm thứ 2 mà nó mốc meo này này. Thế nếu như một chậu ngắm thân lá hay một chậu ngắm hoa thì nó có đẹp không? Để trên bàn, ví dụ ngày Tết đi, có gì đâu đẹp. Mặc dù nó không mục nhưng nó vẫn mốc meo này. Đây gỗ sao là loại tốt đây này, chịu mưa chịu nắng này, chịu nước chịu nhiệt. À, thế còn những cái chậu như thế này ông để 2 năm sau, 3 năm sau, hồi đó mới làm là kinh nghiệm còn kém, bỏ cái lưới này á, là nó không đẹp. Sắp tới đây khi mà thay chậu là Tùng sẽ làm lưới bé luôn, giống như kia luôn. Chuẩn còn mã ngắm nhìn phải không, là sao không biết, không hiểu. Chào bác anh Thư Võ nha. Chào anh Huy Lê. Đấy, thí dụ bây giờ anh em làm gì cho ai? Đây này, ví dụ như thế này, ví dụ cái đồ gỗ thôi, người ta làm cho mình mà người ta chỉn chu, người ta tỉ mỉ từng ly từng tí, mình cũng thích, đúng không anh em? Mình cũng thích. Đây là đồ gỗ đấy, người ta làm chỉn chu. Đây là cái gỗ trắc, người ta làm ta chỉn chu. Mẹ mua con xe Nhật, xe Ý nó khác với lại xe Trung Quốc. Mẹ xe Nhật, xe Ý từng tí ly từng tí nó nét nó khít khiền khịt. Còn xe Trung Quốc thì mẹ đang còn những cái vảy, những cái ấy làm sao bằng được, đúng không anh em? Đổi lan hoài không được, giờ bán mua lan. Còn anh em nào có lan đổi linh chim đổi không? Đưa kính Bắc đây nào, đổi kính Bắc này, 5 số 9 này, 5 số 8 này, bất kỳ con nào anh em có thì đổi cây cho mình luôn, cây giá thị trường và xe cũng đã có giá rồi, được chưa? Con này thì chưa xăng, chưa bình và chưa biển số này, linh chim. Con này thì em đem về ra tên em luôn này. Còn những con này số đẹp thì để nguyên thôi, chứ em chuyển vùng về là sẽ bị ấy nhá, sẽ bị mất số nha linh chim nhá. Chốt kèo lên kèo đi, chụp cây, hình thì cây, xe thì đây nhá, thích con nào cũng được. Xe độc số đẹp. Còn có một số 26879 ở dưới đất đấy nha. Với là con 36868 thì đang đi spa lại nha. Ok bác Đặng Hoàng. Đó, những anh nói trước nha linh chim, những con mà có số rồi, đây là số Bình Dương nhá. À, tên anh. Thì bây giờ em ở chuyển vùng là mất số. Còn như con này á, là nó mới tinh thì em đem về ra số của em muốn con gì thì con nhá. 650 triệu, đưa kinh Bắc đây, rồi lấy xe về, anh gửi xe ra thôi, mà tốt nhất là em vào đây chơi với anh luôn. Gia Z Movita, bán giới hạn, chưa xăng, chưa bình, chưa số, bán giới hạn đây. Mơ ước của giới trẻ đấy, hai thì số nó cũng đẹp, số sơ ri nó cũng đẹp luôn. Số sơ ri nó cũng đẹp luôn. Lên kèo nha. Đưa kinh Bắc đây là xong lên chim. Chụp hình liền luôn, làm liền luôn trên live cho anh em máu. Chụp inbox liền cho anh, chụp cây inbox liền, để anh quay vào cho anh em xem luôn. Lên kèo, chốt kèo. Còn kinh Bắc nhà anh không thiếu. Kinh Bắc đây này, kinh Bắc nhà anh không thiếu. Nhưng mà lên là vẫn lên. Kinh Bắc đây. Kinh Bắc này, kinh Bắc này, chốt kèo lên chim ơi, chốt kèo lên kèo. Ra quay cho linh chim thấy là anh không thiếu kinh Bắc, nhưng mà tại sao vẫn thích kinh Bắc nhá. Kinh Bắc kỳ con nhà anh như này cũng được ít kỳ. Anh không thiếu kinh Bắc, nhưng bây giờ phải gom của linh chim chứ, tiếp tục phải gom của linh chim chứ. Kinh Bắc kỳ bé kỳ con, kỳ con kỳ bé. Kinh bắc là cắt ươm rồi, kinh Bắc là cắt ươm rồi, đúng không? Không thiếu nhưng mà vẫn thích.
lên kèo đi, inbox liền, chụp hình inbox liền, kinh Bắc này, kinh Bắc này, kinh Bắc này, kinh Bắc này, ủ mưu kinh Bắc. Đến lúc mà giá lên không có kinh Bắc mà bán luôn. Nha anh em, ai có trước được trước nhá. Tùng Tùng sẽ về bờ rực rỡ cho anh em xem. Được chưa? Chụp hình cây liền đi Linh Chim. Anh em đang xem ở đây đang hứng đang máu này. Đây này Linh Chim này. Đó, vất vả chưa? 5-7 anh em đang làm đây này. Mấy anh em đang tưới cây đây này. Kinh Bắc Linh Chim ơi, kinh Bắc này. Chụp hình cho anh, gửi cho anh đi Linh Chim ơi. Làm luôn trên live cho máu nào. Làm luôn trên live cho máu nào. Kinh Bắc này em này. Kinh Bắc này. Kinh Bắc này. Kinh Bắc. Kinh Bắc. Kinh Bắc. Kinh Bắc. Kinh Bắc. Còn đấy thôi, hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Lên kèo. Đấy. Anh em bưng bê đồ ăn này. Từ 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 từ. Đấy, bưng bê đồ ăn mà giờ nó bưng bê cái này nhìn thấy ghét không? Thanh Tùng vất vả quá, chào bạn, chào em Nguyễn Sơn nha. Thanh Tùng vất vả lắm anh em ạ. Đấy, để cây cũng phải ngay hàng thẳng lối rồi. Nó phải, được nhưng mà phải đẹp, đối với anh Tùng là được nhưng phải đẹp. Trồng vào cái chậu gốm á, gửi cho anh em phát bắt đầu là bên vận chuyển đó, người ta quăng quật làm bể, anh em lại trách móc. Còn vô cây này á, nó vừa đẹp vừa xài được lâu đó, mà lỡ không may có quăng quật thì nó cũng không bị bể luôn, cây vẫn còn nguyên. Trồng cây cho anh em đó. Không có đâu Linh Chim ơi, núi cao còn có núi cao hơn em ơi. Thì bây giờ anh chỉ ủ mưu này. Anh ủ mưu là Bảo Duy, không tên Pleiku, Cờ Đỏ, Kinh Bắc, Long Khánh. Thế thôi anh ủ mưu, bây giờ nhà anh gần như là chỉ 6 loại đó thôi là chủ yếu. Còn như Bạch Tuyết bây giờ anh đang làm những chỗ tác phẩm này em. Và đang vẫn mua anh em từ Hồng Yên Thủy, Bạch Tuyết trở lên. Anh em nào có chia sẻ rẻ, bẻ xuống, đóng gói gửi Tùng, tinh tinh tiền. Để anh làm tác phẩm. Giao kinh tí cho nó vui cửa vui nhà. À đang đi spa thầy La ơi. Anh đang đưa đi lột keo rồi đánh bát rồi làm lại chỗ đẹp em ơi. Anh vất vả quá thầy Lai. Suốt ngày anh chăm cây nhân giống, lên live truyền lửa, tiếp lửa đam mê. Anh vất vả lắm. Nhân công vườn lan này trả rất là nhiều. Cũng chưa biết được bác Lan Va Phục Lễ ơi, bao giờ mà kinh tế phục hồi thì trong một nốt nhạc mình nhân giống ra. Ok Thạch La. Bác Ngọc Dũng ơi, cái này là 1.500 đô nha bác, cặp kính này là vợ mua tặng mình 1.500 đô. Xin chào anh em nhé. Tại vì trời đang nắng lắm, lúc mình đeo tí cho đỡ chói mắt thôi. Đủ thứ trên đời, nhiều khi phải thay đổi không khí cho nó thêm phần long trọng trong cuộc sống chứ, đúng không?
Vợ yêu cầu bây giờ lên lên vườn là mặc áo dài. Vợ còn bảo đeo khẩu trang thôi, anh đeo khẩu trang thì là mẹ làm sao mà anh tươi được, làm sao mà mọi người biết anh phấn khởi được, làm sao nói chuyện với anh em được. Mà bảo thế thì anh phải mặc áo dài nữa, anh cài nút vào đây, rồi rồi xong bắt đầu anh đội nón vào, đeo kính vào. Ok. Hài nho là gì ta? Nhìn như hài nhờ hả? Đi ăn tí cho nó men. Xin chào và cảm ơn hơn 100 anh em. À, mình live stream như này mà cũng rất đông anh em. Đôi lúc Tùng phải lại Tùng nghỉ chân một tí anh cả nhà. Nghỉ chân một tí rồi mình nói chuyện xong mình lại đi. Đấy, bây giờ chắc là Tùng sẽ cắt một ít kỳ này để ươm này anh em này. Một ít cái này để ươm. Cắt một ít để ươm. Cái này chắc là rút đọt thôi anh em ơi, rút đọt thôi. Phải rút đọt để làm kỳ để nhân giống. Nhân giống để ủ mưu. Ok Hà Lương. À, những người mà thành công á, là những người đã thành công từ hoa lan rồi á, thì trước hết là họ có con giống trước mình. Có con giống trước mình nha nha. Họ có con giống trước mình. Và hơn nữa thì họ gặp may ở thời điểm giá cao, cho nên họ rất là giàu có. Thì bản thân Tùng á, Tùng thấy họ giàu có và thành công. Tùng Tùng không không có sân si, không có ganh tị đâu, không ghen ghét đâu. Mà mình sẽ âm thầm mình nghiên cứu xem tại sao ông thành công. Và mình học hỏi người ta xem tại sao người ta thành công. Đấy. Đấy, trăm cây mà như thế này phê không anh em. Cảm ơn bác Mạnh Táo nha. À, em lên live chủ yếu là em truyền lửa đam mê thôi anh bác Nguyễn Đức Ngữ ơi. Chứ còn bán hàng thì anh em thích gì thì anh em kêu thôi. Chứ mục đích của em không phải lên live như một số anh em khác. Anh em khác người ta đi chợ về người ta bán hàng, thậm chí người ta mua sai cây luôn. Mà sai cây chủ yếu là mua của anh em đi chợ. Chứ còn ở các vườn thì có nhưng mà ít sai cây. Tại vì nhiều khi bị lấn lộn này. Rồi mua thì cứ mua hoa nở tại móm này. Đấy, cho nên là dễ mua sai cây. Đương nhiên không phải anh em nào đi chợ thì cũng bán sai cây. Họ cũng đâu cố ý là bán sai cây. Nhưng mà cái nguy cơ về sai cây cao. Thì em lên live á, là em không phải em ngồi em bán lan. Mà em cho anh em ngắm cây, ngắm hoa, ngắm vườn, ngắm xe và ngắm em. Đó. Nhà các bác nhá. Còn nếu em lên mà em bán với giá rẻ như một số anh em bán giá rẻ như một số anh em đã và đang bán like, thì em nói thật như một nốt nhạc là em không còn cây. Một nốt nhạc là không còn cây. Cứ chăm đã. Chăm để nó ra đẹp để nhân giống. Trong một nốt nhạc là sẽ không còn cây. Vườn trống lưa trống lốc cái này. Đó. Vườn không nhà trống như thế này. Thế bên trong đang ra kỳ đúng không anh em? Bên trong đang ra kỳ là sắp tới treo ở chỗ ni này. Đúng không anh em? Rồi một số cái chậu mà làm tác phẩm. Đây này cũng mới làm được mấy chậu con anh em này. Đó, tác phẩm hoa tương lai cho sau này đấy, cho cuối năm đấy. Đó. Mới chăm mà nó chưa ấm chậu thì để đây để chăm sóc đặc biệt. Còn loại nào ấm chậu mà đẹp đẹp rồi thì mình đưa về dưới nhà để chăm các cái chăm chế độ ra hoa, chăm chế độ ra hoa. Và anh em Tùng cũng vẫn cứ miệt mài để làm thôi. Và sắp tới thì sẽ có hàng ngàn chậu tác phẩm nữa. Anh em đang gửi cây cho mình rất là nhiều nhá. Anh em đang gửi cây cho mình rất là nhiều. Anh em có thì inbox mình. Từ hồng yên thủy bạch tuyết trở lên. Đó. Cứ số lượng nha anh em nhá, số lượng. Mỗi người 20-30 cây, 30-40 cây, 100 cây. Đó. Cứ từ 20 sen đến 70 sen đang đi ngọn. Rồi loại thắt ngọn là từ 50 sen đến 70 sen là mình mua. Nha. Chứ đừng nói là không có đổ ra.
anh em nó không có đầu ra là anh em nói nó sai. Tôi đang mua đấy mà, tôi mua giá thị trường bây giờ rẻ, tôi mua giá rẻ để tôi làm những tác phẩm để tôi bán Tết. Còn anh em nào mà lại muốn được lời nhiều thì tự làm tác phẩm mà bán Tết, thế thôi. Năm nay thì có kinh nghiệm hơn năm ngoái. Phụng tin đây. Anh em nào thích phụng tin thì chụp màn hình mình inbox giá này. Mà thôi báo giá luôn 19,9 triệu cái phụng tin này này. Cảm ơn bác Trần Văn Thành. Còn kia này là 16,6 triệu này phụng tin này anh em. Ok bác Vườn Lan Phục Lễ, Tùng Hói nói là làm nha. Tùng Hói nói là làm nha. Mình sẽ làm hàng nghìn chỗ tác phẩm và mình sẽ mua con G63 về mình khoe với anh em. Thì lúc đó những anti fan này đừng có mà ganh tị. Có làm thì mới có ăn. Đó, mình ra mình thấy nha. Anh em thấy nha. Mình ra mình thấy cây hơi nghiêng á, mình làm nó lại liền. Cho nên lúc live stream cũng rất là hay á. Mình thấy thối cái là mình xử lý ngay. Cái này là phụng tin nhá. Ki 52 rất là đẹp luôn. Là 19,9 triệu nhá. Còn ki này là 16,6 triệu, ki 52. Cái lúc mà đang rẻ thì anh em nào trước cơ hội được thì lúc giá đắt thì anh em thành công rực rỡ. Thế thôi. Còn đối với Tùng bây giờ Tùng xác định luôn rồi. Bây giờ mình cảm thấy rất là thoải mái, cứ thế là chăm cây nhân giống thôi. Nhưng mà anh em mà đi sai đường thì nên nhớ lưu ý là phải đi lại. Chứ bây giờ những cây mà không có thị trường mà anh em mà cứ chăm hoài nhân giống ngoài mà không có ai hỏi mua thì làm sao được. Cái này là mình phải nói thẳng với anh em luôn nhé. Vấn đề mà anh em chúng ta nói cái câu cửa miệng là cứ chăm cây nhân giống cái đã, rồi mọi việc thì tính sau. Nhưng mà phải chăm cây nhân giống loại nào mà anh em đang gọi là hừng hực khí thế trên thị trường. Anh em đang hỏi nhiều, anh em mua nhiều, giao dịch nhiều. Chứ còn những cây mà anh em đi sai đường rồi, anh em chỉ chăm để chơi thôi. Chứ anh em cứ chăm rồi cứ nhân giống ở đó, bây giờ mẹ hoa thì xấu, không được làm thị trường. Mà anh em có chăm bậy chứ chăm nữa thì tìm đầu ra nó cũng hơi khó. Nhưng nếu anh em làm thành những tác phẩm hoa mà bán thì vẫn bán được nha anh em nhá. Còn đối với cá nhân Tùng, với ai Tùng không biết, nhưng đối với cá nhân Tùng thì bây giờ Bảo Duy không tên là cặp đôi hoàn hảo rồi. Cái con người đẹp không tên nó luôn luôn đi với thằng Bảo Duy. À, tên Bảo Duy là cái thằng con của nhà Dung Thuấn, người đã sổ ra bông Bảo Duy đặt tên nhá. Nếu mà gió bay vào đây quá thì thôi nha, nhân nhá, có đụng chạm mấy cái kia. Đối với cá nhân Tùng á, thì Tùng vẫn cứ chăm sóc và nhân giống Bảo Duy không tên, Cờ Đỏ, Pleiku, Kinh Bắc, Long Khánh. Thế thôi. Còn những cái khác tôi làm tác phẩm hoa tôi bán. Cảm ơn bác Đỗ Tước nha. Ok bác Trần Phi Hải. Mình phải đúng hướng anh em ạ. Trước đây á là anh em bản thân anh em mình đã đi sai hướng luôn. Hồi đó nếu như Tùng không tức là vấn đề mà ảnh hưởng bởi dịch bệnh và kinh tế khó khăn á thì Tùng không nói đi. Nhưng lúc trước Tùng mua rất nhiều cây bị sai đường. Mình cũng chẳng quan tâm như bác Tâm Minh nha. Chỉ biết là Long Khánh nở tại vườn mình rồi bây giờ mình bán như thế, con giống như thế. Chứ nguồn gốc ở đâu thì mình cũng không quan tâm lắm. Mà chắc là nguồn gốc ở thành phố Long Khánh. Tôi và các bạn chúng ta đã đi sai đường. Sai đường là sao? Là hồi đó cứ cây gì cũng mua cho có giống. Mà chúng ta quên một điều là cây nào là cây thị trường, cây nào là người ta khát khao nhiều.
người ta muốn sưu tầm nhiều, gọi là cái thị trường. Thì sau một thời gian khó khăn á, thì anh em có đồng ý với mình á, bây giờ cái cây thị trường á, cái cây VIP quốc dân, đó là Bảo Duy và Không Tên, luôn luôn song hành. Bảo Duy thì nhiều giống hơn người đẹp Không Tên, Không Tên á thì thơm hơn Bảo Duy đó, ví dụ vậy. Thì giá Không Tên hiện tại là nó cao hơn Bảo Duy, luôn đi song hành với nhau. Còn lên dàn tứ trụ thì là Cờ Đỏ, Pleiku, Kinh Bắc, Long Khánh là đang còn rất ít giống, mà những loại hoa nó rất là đẹp, rất là đặc sắc, được anh em cả nước đam mê, khao khát được sở hữu thì mình đi. Còn những cây khác mà nó giống cây này, giống cây kia thì mình sưu tầm sau đi. Còn lỡ chúng ta đi sai đường giờ phải đi lại, lỡ đi sai đường phải đi lại. Còn trong một nhóm người nào đó, một vùng miền nào đó mà họ đang thích cái cây gì đó thì làm sao mà nó bằng được những cái cây mà cả nước thích. Một số nhóm người đang thích cây ví dụ như là Hờ Phù Hờ chẳng hạn, một số người đang luôn từ Bắc chí Nam, từ miền Trung đến miền Tây đến cao nguyên luôn, ai cũng thích, ai cũng khao khát. Mình chơi thị trường nó rộng mở hơn. Còn một cây mà chỉ một nhóm người làm đó, gọi là nhóm người đó làm thị trường, mình không nói ra, nói ra thì có thể đụng chạm, cho nên mình không nói tên cây. Nhiều khi đụng chạm việc ai ngỡ làm thôi. Anh em ạ, việc ai người làm, mình nói tên cây hay tên, nói vùng miền ra thì đụng chạm. Một số người á, cách đây một thời gian thì họ còn muốn Tùng là vào kiếm đi, nhưng mà tôi không thích kiếm, tôi không vào. Họ bảo tôi vào lát đột biến đi, không, tôi không thích, tôi không vào. Họ bảo Tùng là vào đen rô chớp đi, và tôi không thích, tôi không vào. Thế thôi, đơn giản. Còn hoa nào cũng đẹp, lá nào cũng đẹp. Còn xin lỗi, đam mê nó chỉ là 0.001% thôi. Với cá nhân Tùng, cực kỳ đam mê, cực kỳ yêu lan. Nhưng mà tôi yêu, tôi chăm sóc hết mình, tôi tận tình chu đáo. Để cây nó đẻ ra con giống để tôi bán. Đam mê hết mình, phi điệp đột biến, để tôi làm ra những giò lan đột biến. Tôi bán hoa vào dịp Tết để kiếm tiền. Không có tiền không nuôi đam mê được, không có tiền không yêu được. Còn anh em nào yêu cứ yêu thôi. Đối với tôi là phải thực tế. Tôi yêu Long Khánh lắm, tôi yêu Kinh Bắc lắm. Nhưng mà nó phải đẻ ra tôi mới có tiền, tôi mới sướng cái thằng người được. Rồi, rất là nhiều người inbox cho mình, cho nên mình xin phép được xuống like nhé. Mình xin phép được xuống like. Hẹn gặp lại anh em vào lúc 20 giờ tối nay nhé. Cảm ơn cả nhà rất chi là nhiều. Ai cần gì inbox cho Tùng nha. Bye bye.